quay đầu lại quá khứ, tưởng niệm thành bệnh. Trên lục địa kỳ ảo đó, có rất nhiều câu chuyện thú vị. Người sáng lập ra những câu chuyện này, rốt cuộc vì sao phải viết xuống chương như vậy? T.S. Quyển sách này vì tác giả trước một bộ tác phẩm bình minh thiên sứ giáng lâm tiền truyện. Chương 1. Tử quán nháo sự. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hỗn độn vị diện, hư không đại lục, một chỗ tên là ngã Tạp Tây Á Quốc gia Cảnh Nội, một tòa tên là ngã La Thành Thị, tại khoảng cách tường thành cách đó không xa một nhà trong quán rượu, một cái tóc tai bù xù nam tử trẻ tuổi đang ngồi ở góc uống rượu giải sâu. Từ trang phục hoa lệ trên người hắn cùng vương miệng đặt trên bàn đến xem, vị nam tử tóc đen này hẳn là con cháu của đại gia tộc gì đó, ở trên bàn gỗ có chút hố, bày ra bốn vò rượu trống không, từ kích thước vò rượu đến xem. Ít nhất cũng có phân lượng 5 cân, có thể thấy được nam nhân này đã uống hết 20 cân rượu, nhưng trong tay hắn còn cầm một bình rượu, ngẩng đầu liều mạng rót rượu vào miệng mình, quần áo trên ngực hắn đã sớm bị rượu làm ướt. Toàn thân đều tản ra mùi rượu, rất khó tưởng tượng một công tử nhà giàu sẽ ở trong quán rượu nhỏ bình thường như vậy uống say mềm, khách nhân ở chung quanh ăn cơm đối với con quỷ say ở trong góc uống rượu giải sầu kia cũng chỉ rõ rõ, nói cái gì cũng có. Bất quá người đàn ông kia không hề để ý người chung quanh chỉ điểm hắn tiếp tục uống rượu rất nhanh vò rượu trong tay hắn đã cạn sạch hắn đặt vò rượu trống lên bàn dùng tay áo lau vết rượu trên khóe miệng hô một câu cho ta thêm một vò rượu lúc này một tiểu nhị đi tới nhìn thoáng qua trên bàn năm cái trống không vò rượu đang muốn mở miệng hỏi nhưng là cái kia uống say khước nam nhân lại đột nhiên mắng một câu ta bảo ngươi lấy rượu cho ta ngươi biết sao rượu đâu khách quan ngài đã uống năm vò rượu rồi đây chính là lượng 25 cân a, không thể uống nữa. Tuy rằng bị khách nhân hô một câu, nhưng là tiểu nhị này cũng không có tức giận, ôn Tồn khuyên nam nhân kia một câu. Nhưng lúc này, nam nhân kia cầm lên một thanh trường kiếm đặt trên bàn, dùng vỏ kiếm nện vào rượu trống không trên bàn xuống đất, mạnh gốm vỡ đầy đất, hắn dùng vỏ kiếm chống vào ngực tiểu nhị kia, quát: "Tôi bảo anh lấy rượu cho tôi, hiểu chưa?" "Vâng, khách quan, ta hiện tại đi lấy." tiểu nhị kia bị nam nhân này dọa hết hồn xoay người bỏ chạy tới quầy bên kia dù sao có người ở trong quán rượu gây sự hắn phải cùng trưởng quầy nói rõ tình huống a à. trưởng quầy người kia hắn tiểu nhị kia còn chưa nói xong trưởng quỷ liền giơ tay ý bảo hắn câm miệng trưởng quỷ kia liếc mắt nhìn người ngồi trong góc uống rượu kia một cái lén lút nói với tiểu nhị một tiếng ngươi từ cửa sau đi ra ngoài gọi thủ vệ tường thành tới ta đi trước ổn định hắn tốt nghe được trưởng quầy phân phó, tiểu nhị kia xoay người liền chạy về phía cửa sau, mà trưởng quầy này lại cầm một vò rượu lớn một cân hướng gốc quán rượu đi đến, không để ý mảnh gốm trên mặt đất, cười hì hì đem vò rượu này đặt lên bàn. Khách quan, đây là rượu ngài muốn. Nam nhân tóc tai bù xù uống say khước liếc mắt nhìn trưởng quầy, lại nhìn thoáng qua bình rượu nhỏ đặt trên bàn, từ trên ghế đứng lên, bắt lấy vò rượu nhỏ kia, mắng. Ta muốn một vò rượu lớn. Ngươi lấy cho ta một vò rượu nhỏ như vậy, là sợ ta không thanh toán nổi mà. Nói xong, người đàn ông kia ném vò rượu nhỏ này xuống đất, rượu và mảnh gốm rơi đầy đất, những vị khách đang ăn cơm nhìn thấy tình huống này, đại đa số đều đứng dậy rời đi, dù sao ai cũng không muốn gây họa. Không phải khách quan như vậy, tiểu nhân là lo lắng thân thể của ngài chịu không nổi, nhiều rượu như vậy uống vào, ngài. Chưởng quay thấy người ta nổi đoá, muốn uống rượu điên cuồng. Hắn một người chơi tính toán sao có thể là đối thủ của người ta, nhanh chóng hảo ngôn khuyên can, nhưng nam nhân kia căn bản không cảm kích, cầm lấy mũ trùng đầu trên bàn, chỉ vào một viên hoàng bảo thạch to bằng quả trứng bồ câu trên mũ trùng đầu quát. "Ngươi biết nó không? Ngươi nói xem, nó có đủ tiền cho bữa rượu này của ta không?" Dứt lời, người đàn ông kia hung hăng đập vương miệng tóc trong tay lên bàn gỗ, ông chủ kia cũng hoảng sợ, vội vàng gật đầu. "Đủ, đủ." ngài đừng nóng giận, tiểu nhân bây giờ đi lấy rượu cho ngài. Chưởng quỷ kia nói xong liền xoay người chạy, mà nam nhân tóc đen kia cũng ngồi trở lại ghế gỗ. Lúc này, những khách nhân không rời đi xung quanh đều đang nhìn chầm chầm nam nhân tóc đen kia, còn chỉ rõ, tự hồ là đang nói xấu hắn. Hiển nhiên, những này không có bị dọa chạy khách nhân, cũng không phải bình thường nhân vật. Quán rượu này ở vị trí Aroon thành Nam cửa thành nơi đó, chiêu đãi người ngoại trừ khách quen còn có một ít ngoại lai nhân sĩ hơn nữa những người đó từng cái lưng hùng vai gấu, rất khỏe mạnh. Vừa nhìn đã biết không phải cái gì thiện loại, nhưng mà những người đó ăn cơm bên cạnh bàn đều dựa vào vũ khí, đại đao thiết chú y cái gì cũng có, hơn nữa bọn họ từng cái đều để lại một vòng râu quai nón, tự cùng trên núi xuống dưới cường đạo đồng dạng. Cái kia tóc tai bù xù năm nhân tự hồ nghe được những đại hán kia đang nghị luận hắn, bị người ta giáp mặt nghị luận không ai chịu được, huống chi người ta bây giờ còn uống nhiều, vì vậy, cái kia tóc đen nam nhân mắng những đại hán kia một câu. Có chuyện liền giáp mặt nói, ở sau lưng nghị luận người, không biết còn tưởng rằng ngươi là chó xù, chỉ có thể đuổi theo người mông điên cuồng sủa, nghe được tên hỗn đảng ngồi ở góc kia vũ nhục bọn họ như vậy, một đại hán lúc này liền nhịn không được, không để ý những người khác khuyên can, cầm lấy một thanh cửu hoàng đại khảm đao đi tới trước bàn nam nhân tóc đen kia, ánh mắt hung ác trừng mắt nhìn hắn. Vừa rồi cậu mắng ai là chó xù? Hừ, ai nói tiếp ta liền mắng người đó. Nam nhân tóc đen kia hừ lạnh một tiếng, tự hồ cũng không có đem đại hán vạm vỡ trước bàn để vào mắt, đại hán này thấy tiểu tử gầy này dám phân cao thấp với hắn, hắn lập tức nổi giận, nặng nề vỗ một cái lên bàn gỗ, mắng. Tiểu tử ngươi có phải muốn chết hay không? Điềm nu. Con mẹ nó mày muốn chết. Nghe được tiểu tử gầy này mắng hắn, đại hán này vung lên cửu hoàng khảm đao của hắn, muốn đem nam nhân này nhất đao lưỡng đoạn, nhưng không đợi đại khảm đao hắn dơ lên bổ xuống, một đạo đao quang màu trắng hiện lên, cổ đại hán kia liền bị cắt một đường. Nam nhân tóc tai bù xù kia cầm lấy trường kiếm, thu hồi trong vỏ, sau đó lại đặt trường kiếm lên bàn, mà đại hán kia bởi vì động mạch chủ ở cổ bị cắt, máu đỏ tươi phun tung tóe lên vách tường, quanh một tiếng liền ngã xuống. Vốn trưởng quỷ kia đã nhát gan, nhưng khi hắn nhìn thấy vị khách kia giết chết một đại hán, hắn bị dọa trốn dưới quầy. lúc này mấy đồng bạn cùng đại hán chết đi cũng nhìn thấy một màn như vậy. lão tứ chặt hắn. ba tên đại hán kia nhìn thấy huynh đệ của mình bị người ta giết, nhất thời cũng tức giận, cầm dao phay dựa vào góc bàn chạy về phía người trong góc kia. mà người đàn ông tóc đen kia nhìn thấy một màn như vậy cũng từ trên ghế đứng lên, cầm lấy trường kiếm trên bàn, chỉ nghe bá một tiếng, đó là tiếng kiếm minh khi lưỡi kiếm ra khỏi vỏ nằm nhân tóc đen một tay cầm kiếm, tuy rằng toàn thân hắn đều là mùi rượu, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến ngạo khí bẩm sinh của hắn. Người đàn ông kia hơi nheo mắt lại, đối mặt với ba người đàn ông to lớn lao về phía hắn, hắn không có một tia hoảng hốt, trong mắt lộ vẻ khinh miệt. Lúc này, ba người đàn ông to lớn kia đã lao tới trước mặt người đàn ông kia, vung đại khảm đao bổ về phía người kia. Mắt thấy lưỡi dao của đại khảm đao sắp đụng tới mệnh môn của nam nhân kia, rốt cục, hắn động. Hắn công cổ tay, cầm kiếm ngang, chỉ thấy một đạo ánh đao màu trắng hiện lên, nằm nhân kia miệt thị nhìn thoáng qua ba đại hán trước mặt. Sau đó kéo một cái kiếm hoa, đem thanh trường kiếm điêu khắc vân văn kia thu hồi vỏ kiếm, sau đó, nằm nhân kia cầm lấy vương miệng trên bàn, hướng quầy nơi đó đi đến, ngay tại trong nháy mắt hắn rời đi, xuất hiện rầm một tiếng, đó là thanh âm kim loại gãy lìa. Đại khảm đao trong tay ba đại hán chỉnh tề bị chém đứt, chui đao bộ phận còn ở trong tay bọn họ nhưng là một nửa thân đau từ không trung rơi xuống mặt đất, phát ra tiếng vang rầm, sau đó, cái kia cổ ba đại hán phun ra đại lượng máu tươi tung tóe ở trên tường. Sau đó liền mềm nhũng ngã xuống, không sai, một kiếm miễu sát, vẹn vẹn chỉ là một kiếm liền giết chết ba đại hán này, lúc này, trưởng quỷ còn ở dưới quầy cất giấu, nhất là nghe được tiếng kim loại rơi xuống đất vừa rồi, hắn sợ đến cả người phát run. Người đàn ông tóc tai bù xù kia đứng ở trước quầy, đem mũ trùm đầu nặng nề vỗ lên trên quầy, giơ chân lên đá đá tắm trước quầy, nói. Thanh toán chưởng quầy trốn ở dưới quầy nghe được người kia đang đá ngăn tủ, hắn cố nén sợ hãi trong lòng, từ dưới quầy chậm rãi đứng dậy, nhìn thoáng qua nam nhân tóc tai bù xù, ăn mặc hoa lệ kia, run rẩy nói. Đại nhân! Bữa nay tiểu nhân mời. Không cần đại nhân trả tiền. Cho ta cầm một bầu rượu, lại cầm một túi lương khô, giá trị của nó đủ để bù bữa rượu này tiền còn có sửa sang lại tiền nam nhân kia cũng không để ý lời chưởng quầy nói đem vương miệng khảm hoàn bảo thạch kia đẩy cho chưởng quầy kia chưởng quầy thấy thế cũng chỉ đành gật đầu đáp ứng dạ đại nhân tiểu nhân cái này đi lấy chưởng quỷ kia từ dưới quầy cầm lấy một cái hồ lô rượu nhìn dung lượng kia hẳn là khoảng chừng nửa cân chưởng quỷ từ trên giá phía sau cầm lấy một vò rượu đem hồ lô rượu này rót đầy sau đó lại cầm một ít bánh nướng đặt ở túi vải, đem chúng nó cùng nhau đưa cho nam nhân tóc đen kia. Đại nhân Thứ ngài muốn Người đàn ông tóc đen kia cũng không nói gì, một tay tiếp nhận túi lương khô và bầu rượu, xoay người đi ra ngoài cửa, trưởng quầy kia nhìn thấy người ta đi rồi, lại nhìn thoáng qua bốn cổ thi thể trong góc, hắn run rẩy thu hồi vương miệng trên quầy. Hiển nhiên, hắn tuy rằng hiện tại tâm thần chưa định, nhưng hắn rất rõ ràng cái này vương miệng giá trị, không nói mặt trên có trứng bồ câu lớn nhỏ một khối hoàng bảo thạch coi như là cái này vàng trồng chế thành vương miệng cũng đủ để chống đỡ hắn cái này quán rượu nhỏ nửa tháng chi tiêu người đàn ông kia đi không bao lâu một tiểu nhị mang theo vài người ăn mặc như binh lính từ trong hậu viện đi vào một binh sĩ vừa vào quán rượu liền nhìn thấy thi thể trong góc còn có vết máu đầy tường kia binh sĩ lập tức đi đến trước quay hỏi một câu của trưởng quầy kia người hành hung đâu từ nơi đó đi rồi Chưởng quỷ kia nhìn thấy những binh gia này, hắn vội vàng chỉ chỉ phương hướng cửa trước, binh sĩ kia nhìn thoáng qua mấy đồng bạn phía sau, nói. Các ngươi lưu lại quét dọn thi thể, ta đi ra ngoài thông báo quan phòng thành đóng cửa thành. Vâng ạ, à, ít bốn. Mấy binh sĩ kia vang dội đáp lại đội trưởng của bọn họ một câu, sau đó liền đi khiêng thi thể, mà binh sĩ trưởng kia cũng chạy ra khỏi quán rượu, xem ra hắn cũng là sợ hãi ngăn không được hung thủ, muốn đi gọi người. Lúc này, Nam nhân tóc tai bù xù, ăn mặc hoa lệ kia đã rời khỏi cửa thành, hắn lưng đeo một túi lương khô, bên hông đeo một cái hồ lô rượu, trong tay còn mang theo một thanh trường kiếm, ngược lại có vài phần sắc bén. Nam nhân kia sau khi rời khỏi cửa thành không xa quay đầu lại nhìn thoáng qua, thấy những binh lính kia đang đóng cửa thành, hắn đối với chuyện này cũng híp híp mắt, dùng sức nắm chặt vỏ kiếm, thẳng đến khi tay phát run, lúc này, hắn không rõ nguyên do nói một câu: "À, một ngày nào đó" ta á luân còn có thể trở về a à văn chờ ta dứt lời nam nhân tên á luân kia liền đi về phương xa bóng lưng của hắn tựa hồ có chút cô đơn mái tóc đen đầy đầu theo gió phiêu vũ lại phối hợp với quần áo của hắn thật sự rất giống một vị công tử nhẹ nhàng trong nhà phú thương nhưng là lại có ai có thể nghĩ đến như vậy một vị công tử lại là một kiếm thuật cao thâm cầm vũ khí đã thương người hung thủ đâu có lẽ là hắn trải qua để cho hắn biến thành hiện tại bộ dáng này đi có thể mượn rượu tiêu sầu, nghĩ đến cũng là gặp được đại sự đi. Đúng vậy, gia tộc a, -A -rong bị gian nhân hãm hại, sản nghiệp bị tịch thu, người nhà bị lưu đầy, chỉ có hắn quanh năm không ở nhà tránh được một kiếp, nhưng khi hắn hôm nay về nhà, lại phát hiện hắn không có nhà, nghe ngóng mới biết được nhà hắn nửa năm trước đã xảy ra chuyện, ai, đáng thương. Chương 2 Cần đối chi chiến Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Hư không đại lục, acacia cảnh nội Nissan sang thành ngoại ô trên một ngọn núi một chỗ tên là cân đối giáo phái tông môn bên trong tại diễn võ trường bên trong lúc này đã vây đầy đám người không phải nói là ninja những người đó đều mặc ninja phục sức đúng vậy a à, cái này cân đối giáo phái là một sở nhẫn thuật tông môn tông chủ trong tông môn tên là khổ thuyết là đại sư cấp bậc nhẫn thuật cao thủ thủ hạ đệ tử hơn một ngàn ở ngãi tạp tây á coi như có chút danh tiếng là một danh môn chính phái mà hôm nay là cái đặc biệt ngày, cho nên diễn võ trường bên trong tụ tập rất nhiều giáo phái đệ tử tại vây xem, bởi vì hôm nay trận đấu đem quyết định ai là kế nhiệm tông chủ, trở thành người thắng, không chỉ có lên làm tông chủ. Thậm chí còn có thể được giao cho mộ quan chi nhãn danh hiệu, mà mộ quan chi nhãn là khổ thuyết đại sư đạt được danh hiệu, đại biểu cho giới nhẫn thuật chí tôn, mà trận đấu hôm nay sẽ chọn lựa ra tông môn mạnh nhất nhẫn thuật đệ tử, trở thành tân nhậm tông chủ ở diễn võ trường trên đã trải qua ba ngày tranh tài mà hôm nay là trận chung kết thời khắc khổ thuyết đại sư quan môn đệ tử thận cùng giáo phái đại sư kiếp hai người trận chung kết đương nhiên thận là khổ thuyết đại sư nhi tử mà kiếp còn lại là khổ nói đại sư từ nhỏ nhặt về hài tử bất quá hai người lại tình như huynh đệ có thể nói là mặc một cái quần lớn lên bị nhặt về hài tử kia bị khổ nói đại sư giao cho kiếp cái tên này là bởi vì khổ nói đại sư cảm thấy đứa nhỏ này vận mệnh nhấp nhô, kiếp nạn trùng trùng, cho nên giao cho đứa nhỏ lang thang này một cái tên, cũng thu dưỡng, mang theo con trai hắn cùng đứa nhỏ nhặt được này thành lập giáo phái cân bằng. Cho nên kiếp là đại sư huynh trong tông môn này, cũng là người có thiên tư nhất, đương nhiên, khổ nói hài tử của đại sư thận, cùng kiếp giống nhau, là một thiên tài nhẫn thuật chân chính, bất quá thận là lấy thân phận đệ tử quan môn xuất hiện trong giáo phái. Nhiều năm qua, khổ thuyết đại sư đem hai người bọn họ bồi dưỡng thành người, truyền thụ cho bọn họ cân đối chi đạo cùng nhẫn thuật, nhưng bởi vì kiếp là thu dưỡng, là hài tử nhặt về, cho nên hắn ở trước mặt thận trọng luôn luôn tự ti, dù sao hắn không phải khổ thuyết đại sư thân nhi tử. Hắn từ nhỏ cũng rất cố gắng, hắn muốn chứng minh chính mình, nghĩ có một ngày có thể đánh bại thận, để khổ thuyết đại sư đối với hắn có con mắt khác, hiển nhiên. Kiếp là bởi vì không có trở thành khổ thuyết đại sư quan môn đệ tử mà có ghen tị thận. Bất Quá đây cũng là nhân chi thường tình, một hài tử nhặt được, làm sao có thể so được với con ruột của người ta chứ, nhưng Kiếp không nghĩ như vậy a, à. hắn từ nhỏ đã cố chấp, hắn muốn cho sư phụ hắn đối với hắn có con mắt khác, hắn muốn siêu việt thận trọng. Bất Quá hai người bọn họ thiên tư cơ hồ bằng nhau, đều là kỳ tài trong giới nhẫn thuật, hơn nữa chơi từ nhỏ đến lớn, cho nên cạnh tranh giữa hai người bọn họ từ đầu đến cuối đều là kết thúc bằng hòa, bởi vì bọn họ quá hiểu rõ đối phương bản quyết không ra thắng bại. Mà hôm nay bất đồng, hôm nay là quyết thắng cục, người thắng sẽ trở thành kế nhiệm tông chủ, còn có khổ thuyết đại sư mộ quan chi nhãn danh hiệu, cho nên, bất kể là thần hay là kiếp, hôm nay nhất định phải toàn lực ứng phó đánh bại đối phương. Kiếp rất giải thần, thần cũng rất hiểu kiếp, bất quá trận chung kết hôm nay ý nghĩa trọng đại, đối với thần mà nói, đây là cơ hội hắn kế thừa y bác của phụ thân mình, mà đối với kiếp mà nói, đây là cơ hội hắn chứng minh mình. Không hề nghi ngờ, bọn họ trận đấu sẽ phi thường đặc sắc, hai người bọn họ đều có chính mình nhất định phải chiến thắng lý do, cho nên chỉ có thể toàn lực ứng phó, tại diễn võ trường bên trên, một cái mặt màu đen ninja phục tóc bạc nam tử sừng sững tại sân bãi một bên. Ở một bên sân khác, là một nam tử tóc đen mặc ninja phục màu trắng, hai người bọn họ chính là Kiếp và Thận không thể nghi ngờ, bọn họ tuy đều là ninja, nhưng nhẫn thuật cũng phân phe phái vũ khí mà kiếp mặc áo đen sử dụng là một đôi cánh tay và một đôi boomerang. Mà thần bất đồng, thần sử dụng vũ khí là một thanh loan đao cùng một thanh hồn kiếm, hồn kiếm là cái gì? Đúng vậy, hồn kiếm là binh khí có thể đã thương linh hồn, quy lực không thể khinh thường, từ vũ khí mà xem, thần rõ ràng là chiếm tiện nghi. Bởi vậy có thể thấy được tông chủ cân đối giáo phái này khổ nói, đối với nhi tử của mình vẫn có nhất định che chở. Bằng không vì sao chỉ có thần nhất nhân là đệ tử quan môn Hơn nữa còn có được loại thần khí hồn nhận này Ai, quả nhiên thiên vị A à. Ở diễn võ trường sân bãi bên ngoài Còn đứng đấy một cái dáng người thấp bé Tương tự li miêu đồng dạng người Hơn nữa còn mặc một bộ màu trắng gia phục Hiển nhiên, hắn là vác xây người Tên của hắn là Kenan Là cái này cân đối giáo phái nhị sư huynh Tuy rằng hắn dáng người thấp bé Còn là cái miêu tộc vác xây người nhưng thiên phú của hắn có thể nói là nhất tuyệt, sinh đến tự mang lôi điện gian, hơn nữa đem lôi đình cùng nhẫn thuật kết hợp, ở cái này cân đối giáo phái bên trong, quan luận thực lực mà nói. Khải Nam có thể xếp hạng thứ ba, thứ nhất là tông chủ khổ nói, thứ hai là kiếp hòa thận, bởi vì hai người bọn họ cho tới nay đều ngang tay mà, mà thứ ba chính là vì ngõ tư tháp á này, Khải Nam, cho nên mọi người ngàn vạn lần không thể trông mặt mà bắt hình dông A. Đương nhiên, trọng đầu nhân vật không riêng gì có cai nàng cái này mẹo tộc vác xây người, còn có một vị dáng người cao gầy mỹ nữ, nàng mặc một thân màu đen ninh gia phục, sau đầu buộc một cái đuôi ngựa lớn, bên hông còn treo hai cái liềm ngắn. Không sai, nữ tử này tên là A Tạp Lệ, là cần đối giáo phái tiểu sư muội cũng là khổ thuyết đại sư vị thứ tư đệ tử, đương nhiên, tại thận hòa kiếp còn có khải nam trước mặt nàng là tiểu sư muội tại những học viên bình thường trước mặt là sư tỷ dù sao khổ nói đại sư cũng không thể một mình dạy hơn một ngàn học viên chứ cho dù hắn có thể dạy hắn cũng không có khả năng đem nhẫn thuật của các phe phái hắn học cả đời đều dạy cho những người đó a à, cho nên nghiêm khắc mà nói khổ thuyết đại sư đệ tử chỉ có bốn người chính là quan môn đệ tử thận đại sư huynh kiếp nhị sư huynh khải nam còn có tiểu sư muội a tạp lệ chỉ có bốn người bọn họ chiếm được khổ nói đại sư chân chính cao cấp nhẫn thuật áo nghĩa tuy rằng a tạp lệ là nữ hài tử nhưng cái này không có nghĩa là nàng dễ khi dễ. Akari là có được ám ảnh gen người, trời sinh ninja, gen của nàng có thể ẩn nấp tự thân, phối hợp nhẫn thuật tuyệt đối là hoàng mỹ sát thủ, cái kia một đôi đoạn liêm lóe ra lạnh lẽo hàng mang, tự hồ đang nói một câu, người là chớ gần. Không riêng gì hai người các nàng, khổ nói đại sư cũng đang diễn võ trường trên đài cao quan chiến, dù sao cũng là chọn lựa người thừa kế nha, đối với trên sân hai đứa nhỏ kia, hắn cũng rất do dự dù sao hai người bọn họ đều là hắn nuôi dưỡng thành người. Nhưng danh hiệu tông chủ và mộ quan chi nhãn này chỉ có thể cho một người, tuy rằng kiếp nạn rất cố gắng, thiên phú cũng thật tốt, nhưng khổ nói vẫn hy vọng nhi tử hắn thận trọng có thể thắng được trận chung kết, dù sao mọi người đều có tư tâm, đây cũng là chuyện thường tình mà. Thận trọng, chuẩn bị sẵn sàng chưa? Lúc này, ở một bên lôi đài diễn võ trường nói chuyện, cánh tay của hắn nhận ngay tại trên cổ tay, nhưng là không có ra khỏi võ. Đương nhiên, sau lưng hắn còn treo một đôi phi tiêu quay về, phối hợp với niên gia phục này ngược lại rất có phong phạm. Đến đây, lần này ta sẽ toàn lực ứng phó. Thận cũng nói chuyện, đem hai tay giao nhau ở trước ngực bắt lấy, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chầm chầm kiếp nạn, loan đao cùng hồn nhận của hắn cũng đều cổng ở phía sau hắn, cũng không có ra khỏi vỏ, tuy rằng thận mặc niên gia phục. Nhưng vũ khí của hắn khiến hắn thoạt nhìn không giống ninja, ngược lại giống chiến sĩ. Đại sư Huynh cố lên, lần này nhất định phải đánh bại thần sư huynh ở dưới lôi đài a tạp lệ vì cướp hò hét trợ uy hiển nhiên tiểu sư mùi này đối với đại sư huynh của nàng rất có hảo cảm mà lúc này khải nam ở một bên quan chiến cũng nói chuyện thần sư huynh kiếp sư huynh hai người các ngươi lần này có thể phân cao thấp hay không cũng đừng giới thiệu lại là hòa a à. hiển nhiên khải nam cũng là đối với hai vị sư huynh này rất bất đắc dĩ bọn họ từ nhỏ đến lớn vẫn là hòa ai cũng không thắng được ai, loại khổ não này kỳ thật rất đáng ghét, mà thần hòa kiếp tự nhiên là nghe được sư đệ cùng sư muội đang trợ uy cho bọn họ, cho nên biểu tình càng nghiêm túc. Ta cũng sẽ toàn lực ứng phó, thần, hôm nay ta nhất định phải thắng ngươi. Dứt lời, kiếp lập tức hướng thần chạy tới, nặng nề vung ra quyền phải, mà thần cũng giống vậy, hướng về phía kiếp chạy đi, động tác của hai người thần kỳ nhất trí, lúc này đây đối quyền tuy rằng bọn họ đều không chiếm được tiện nghi nhưng hai người lại bắt đầu một phen cuốn đấu cận thân, bất kể là ra quyền hay là đá chân, hoặc là né tránh, động tác của hai người bọn họ cơ hội nhất trí, giống như là một người đang cùng bóng dáng của hắn luận võ, hoàn toàn không có cách nào so sánh. Sau một phen triển đấu, hai người đồng thời ra cước đá đối phương, cũng đạp trúng chân đối phương, bởi vì nguyên nhân tác dụng, hai người bọn họ đều lui về phía sau sáu bước, bởi vậy có thể thấy được bọn họ thật sự là phi thường hiểu rõ đối phương ánh mắt hai người nhìn đối phương có chút ngưng trọng, có thể là bọn họ cũng cảm thấy chỉ so với quyền cước không đủ để giành được thắng lợi, cho nên, thận trọng không lưng, vương tay phải bắt lấy loan đao treo sau lưng hắn, lưỡi dao chậm rãi ra khỏi vỏ. Tiếng đao kêu len ken xuất hiện, không cần nghĩ cũng biết chất liệu của thanh loan đao này tuyệt đối không tầm thường, kiếp chứng kiến thận yếu động thật, hắn cũng ấn xuống công tắc kéo trong lòng bàn tay. Một đôi cương nhận lóe ra hàng quan chậm rãi vương ra từ chỗ áo giáp cánh tay. Ánh mắt hai người nhìn đối phương rất nóng bỏng, bọn họ đều muốn thắng, cũng đều có được lý do phải thắng. Kiếp híp híp mắt, đem cánh tay trái phải đang xen cùng một chỗ chậm rãi kéo xuống, lưỡi thép cùng lưỡi thép ma sát sinh ra rất nhiều sao hỏa, khắp nơi bắn tung tóe ở trên nhẫn phục màu đen của Kiếp. Cẩn thận nhìn thấy động tác của Kiếp, hắn biết Kiếp đây là đang ám chỉ chính mình, hắn phải toàn lực ứng phó, cũng để cho hắn chú ý đừng bị thương từ ánh mắt cùng động tác trao đổi này vẫn có thể nhìn ra hai người bọn họ tốt bao nhiêu cương nhiên hiểu rõ cùng quan tâm đối phương như thế lúc này kiếp động bước nhanh hướng thận chạy tới thấy kiếp tới thận nhanh chóng vương tay trái rút hồn nhận treo sau lưng ra kéo một cái kiếm hoa liền đem nó cắm vào mặt đất sau đó vung loan đao nên đón kiếp nạn hơn nữa hồn nhận cắm trên mặt đất kia cùng thận xuất hiện một tia liên hệ một dải lụa phát sáng to bằng cánh tay đem hồn nhận cùng thận cột cùng một chỗ hơn nữa giải lụa kia rất hư ảo. Hiển nhiên, thần hồn nhận là thần binh có thể nối liền linh hồn bản thân hắn, cũng gia trì cường độ linh hồn cùng cường độ thân thể, đối với hành động thận trọng, cướp hiểu rõ trong lòng, chỉ nghe thấy cạch một tiếng, cướp cánh tay nhận hung hăng chém ở trên loan đao thận trọng. Hỏa tinh văn khắp nơi, bất quá ai cũng không chiếm được tiện nghi, khí lực của bọn họ không phân cao thấp, hai người cắn răng, đồng thời thu lực, cũng hướng đối phương bay ra một cước, động tác nhất trí thần kỳ chỉ nghe được một tiếng trầm. Hai người đều bị đối phương phi đá đánh lui, đều tự lui về phía sau tám bước, thần cũng thối lui đến bên cạnh hồn nhận cắm trên mặt đất của hắn, tuy rằng hai người đều không chiếm được tiện nghi, nhưng kiếp sẽ không dừng tay, đưa tay chọc về phía phi tiêu quay về phía thần ném tới. Hai cái boomerang to bằng cái chậu rửa mặt nhanh chóng xoay tròn, hóa thành phi luân bay về phía thần, mà chiêu số của thần đối với kiếp đã sớm hiểu rõ trong lòng, đem loan đao cắm vào mặt đất, hai tay kết ấn, sử dụng một cái nhẫn pháp phòng ngự, khí hợp thuẫn. Một đạo hồ thuẫn bán trong suốt màu tím nhạt xuất hiện ở trên người thần, hai cái boomerang ném ra một trái một phải đụng vào khiên của thần, cũng vẹn vẹn chỉ là va chạm một chút, hai cái boomerang kia liền bị bắn bay. Kiếp nhảy dựng lên, nhảy ở trên không trung cao 5 mét tiếp được phi tiêu quay về bị bắn bay, sau đó đem treo tới sau lưng, ở trên không trung lộn nhào một cái liền hướng cẩn thận đụng tới, cương nhận trên cánh tay lóe ra hàng mang lạnh lẽo thận nhìn thấy kiếp trên đánh hạ, cũng hiếp híp mắt, quay đầu nhìn thoáng qua hồn nhận cách hắn một bước, thận không khỏi khóe miệng nhếch lên, hai tay lần nữa nhanh chóng kết ấn, sử dụng áo nghĩa nhẫn thuật của hắn. Áo nghĩa, hồn hữu. Sau khi thận trọng sử dụng áo nghĩa của hắn, hồn nhận cách hắn một bước lại phát ra một đạo tử quan, đạo quan kia hình thành một kết giới, đem thận nhốt ở bên trong, rất hiển nhiên, đây là một cái phòng ngự nhẫn thuật. Hơn nữa so với khí hợp thuẫn vừa rồi phạm vi lớn hơn. Chương 3 Kinh ngạc toàn trường Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đoán chừng kết giới phòng ngự này có thể làm yểm hộ cho ba người, bởi vì kiếp là công kích phát ra từ trên xuống dưới, mặc dù nhìn thấy thận trọng sử dụng áo nghĩa nhẫn thuật, nhưng hắn cũng không dừng tay, dùng sức vung ra quyền phải, mũi đao trên cánh tay hung hăng đâm vào kết giới. Nhưng không có tác dụng gì, ngoại trừ bắn tung tóe ra một ít sao hỏa Kiếp thậm chí cũng không làm cho kết giới phòng ngự này xuất hiện vết trạng, tuy rằng Kiếp công kích không cẩn thận, cũng không có nghĩa là thận không thể công kích Kiếp a. Cẩn thận rút loan đao trên mặt đất, hướng Kiếp vung qua. Kiếp làm sao có thể không có thói quen cùng nhẫn thuật của giải thần chứ? Nhìn thấy tiểu tử kia vung đao, Kiếp vương tay trái ngăn cản, cạch một tiếng, cương nhận cánh tay trái của Kiếp cùng loan đao của thận giao phong. Sau khi ngăn trở công kích của thận, Kiếp lộn nhào về phía sau một cái kéo ra khoảng cách với thận hơn nữa khi hắn rơi xuống đất lại ném tiêu quay về phía sau lúc này kết giới màu tím xung quanh thận đã biến mất hiển nhiên áo nghĩa nhẫn thuật này tuy là phòng ngự tuyệt đối nhưng cũng có hạn chế thời gian vừa vặn kiếp đối với thận nhẫn thuật phi thường hiểu rõ cho nên sau khi thận phòng ngự tuyệt đối biến mất lập tức phát động công kích thận nhìn thấy hai cái phi tiêu quay về phía hắn bay tới hắn lập tức hướng bên cạnh né tránh phi tiêu quay về phía kiếp nhưng phi tiêu quay về không bắn trúng địch nhân vẽ ra hai đường vòng cung trên không trung, sau đó đụng vào sau lưng thận. Đối với đặc tính phi tiêu quay về của kiếp nạn thận là rõ như lòng bàn tay, hắn cũng không quay đầu lại, một tay kết ấn. Sử dụng khí hợp thuẫn nhẫn thuật của hắn, một đạo tử quan chợt hiện, thận bị vòng bảo hộ màu tím nhạt kia bao vây, hai cái boomerang to bằng chậu rửa mặt kia hung hăng đụng vào vòng bảo hộ sau lưng thận, theo đó bị bắn bay. Hơn nữa là đạn bay đến bên cạnh lôi đài, căn bản là nhặt không được, Kiếp nhìn thấy vũ khí của hắn bị thần bắn bay, hắn khó chịu a, à, vung cánh tay nhận hướng thần chạy tới, mà thần tự nhiên là một chút cũng không sợ. huống chi hắn hiện tại bị cướp đánh nửa ngày, hắn cũng phải công kích a, à, cho nên thần niệm động nhẫn chú trên mặt đất cắm hồn nhận kia đột nhiên phát sáng, thoát khỏi lôi đài trói buộc, bay trở về trong tay thần trọng. Hơn nửa thanh kiếm hồn nhận kia trở nên hư ảo, hiển nhiên cẩn thận động thật, không có do dự cẩn thận đem hồn nhận hư ảo trong tay ném ra ngoài, mà giải lụa hư ảo nối liền hồn nhận cùng thần kia cũng theo đó bị kéo dài. Kiếp nhìn thấy hồn nhận bay tới trước mặt, hắn không để ý, hai tay nâng lên, dùng cánh tay của hắn đánh bay hồn nhận, bắn tới lôi đài phía sau, hồn nhận lại một lần nữa cắm vào mặt đất, nhưng giải lụa hư ảo kia vẫn còn nối liền cẩn thận. Sau khi kiếp đạn phi hồn nhận, tăng tốc chạy về phía thần, thần cũng là như thế, sách theo loàn đào nghền đón cánh tay của kiếp chỉ nghe ầm một tiếng, hai người lại giao phong, cánh tay nhận cùng loan đao đụng vào nhau, sao hỏa văn khắp nơi. Mà lần này, hai người bọn họ đều không có buông tay, tự hồ là đang đấu sức, thận trọng cắn răng, giờ ngang loan đao ngăn cản cánh tay của kiếp, kiếp cũng không có một tia lười biếng, hung hăng dùng sức đè qua, muốn ở trên khí lực chiến thắng. Đại sư Huynh cố lên. Lúc này, A Tạp Lệ ở dưới đài quan chiến hô một tiếng, vì kiếp trợ uy, khải nam nhìn hai người trên đài cũng lắc đầu cảm thán nói xem ra hôm nay bọn họ lại hòa ôi không riêng gì hai người bọn họ những học viên bình thường cùng các sư đệ trong giáo phái kia cũng đang hò hét trợ uy cho hai người trên đài người hô cướp cùng người hô thận mỗi người cầm một nửa nhân số hô đó là phi thường ra sức kiếp hòa thận đang đấu sức với nhau đương nhiên là nghe được các sư đệ dưới đài trợ uy cho mình hơn nữa ngay cả tiểu sư muội cũng đang cổ vũ cho hắn kiếp có thể thua sao Vậy khẳng định không thể, vì thế, hắn miệng pháo một câu. "Thận, hôm nay ta nhất định phải thắng ngươi." "Vậy thì thử xem." Hắc. Thận tự nhiên sẽ không phục, trả một câu, đồng thời dùng sức đem loan đao chém ngang ra ngoài, đồng thời còn nghiêng người bay ra một cước, Kiếp cũng là không nghĩ tới tiểu tử này đột nhiên biến chiêu, tuy rằng dùng cánh tay nhận ngăn trở, nhưng cũng bị Thận bổ lão đảo một cái. Không đợi hắn kịp phản ứng, Thận một cước kia đã đá về phía Kiếp kiếp lập tức cánh tay nhận đang xen ngang trở trước ngực, nhưng vẫn bị thận một cước đạp lui về phía sau hơn 10 bước, ngay tại thời điểm kiếp lui về phía sau, thận lại một tay kết ấn. Áo nghĩa, mộ lâm. Vừa dứt lời, hôn nhận cắm ở sau lưng kiếp lại một lần nữa phát sáng thoát ly mặt đất, thần kiếm biến hư ảo đến gần như trong suốt, thẳng tắp theo giải lụa hư ảo kia bay trở về, giống như là bị kéo trở về. Kiếp vốn đã bị thận đá lão đảo, hơn nữa hồn nhận ở sau lưng hắn, vẫn gần như trong suốt, hắn làm sao có thể thấy được a? À? thế nhưng hắn nghe được thần đang hô áo nghĩa, cũng thấy được hắn kết ấn. Kiếp tri thần sử dụng ra cái gì nhẫn thuật áo nghĩa, trong lòng thầm nghĩ không tốt, thế nhưng không còn kịp rồi, thanh hồn nhận gần như trong suốt kia từ sau lưng kiếp thẳng tắp xuyên qua, kiếp kêu trên một tiếng, mà thanh hồn nhận kia cũng bay trở lại trong tay thần. Khủ khủ. Người chơi thật à? Kiếp ho khang vài tiếng, trên người hắn không có vết thương, nhưng đại não của hắn lại đau đớn dị thường, bởi vì hồn nhận công kích là tổn thương đối với linh hồn, mà không phải chém thương thân thể, thận trọng cắm hồn nhận vào mặt đất, đáp lại. Kiếp, hôm nay ta phải thắng ngươi, cho nên, ta muốn xuất toàn lực, cực băng áo nghĩa, hàng nhận. Dứt lời, thận lần thứ hai một tay kết ấn, sau đó vung loan đao, trong nháy mắt, loan đao màu bạc trong tay hắn toát ra từng trận hàng khí, rất nhanh. Một tầng băng sương liền bao phủ trên thân loan đao. Thấy một màn như vậy, Kiếp đều ngây ngẩn cả người. Đúng vậy, Kiếp rất giải thần, thần không có gian băng sương, bất đồng với sư Đệ Khải Nam, như vậy chiêu thức hiện tại hắn sử dụng chỉ có một khả năng, đó chính là nhẫn pháp hệ nguyên tố, đây chính là nhẫn thuật đỉnh cấp, cũng là nhẫn thuật cùng ma pháp kết hợp. Nếu như nói cân đối giáo phái có người biết loại này đỉnh cấp nhẫn thuật, như vậy cũng chỉ có sư phụ của hắn Khổ Thuyết đại sư, nhưng sư phụ hắn lão nhân gia cũng không có cùng hắn đề cập qua nguyên tố hệ nhẫn thuật càng không có hướng hắn triển lãm qua loại này đỉnh cấp nhẫn thuật. Kiếp hiện tại trong đầu có chút loạn, hắn biết, sư phụ cổng qua hắn đem nguyên tố hệ đỉnh cấp nhẫn thuật dạy cho thận, dạy cho nhi tử của hắn, lúc này, kiếp có chút không cam lòng, cũng có chút không phục, dù sao hắn cùng thận cùng nhau lớn lên. Giống như là thân huynh đệ đồng dạng, hơn nữa hắn cũng rất hiếu kính sư phụ của hắn khổ nói, vì cái gì sư phụ muốn sau lưng ta đem đỉnh cấp nhẫn thuật như vậy dạy cho thận, hắn cứ như vậy chướng mắt ta nha, lúc này, không riêng gì kiếp ngây ngẩn cả người. Ở dưới đài Khải Nam cùng A Tạp Lệ đều ngây ngẩn cả người, đúng vậy A, à. bọn họ làm khổ thuyết đại sư đồ đệ, cũng cho tới bây giờ chưa từng thấy qua như vậy nhẫn thuật, rất hiển nhiên, đây là chỉ có quan môn đệ tử mới có được đặc quyền. Nói cách khác, sư phụ của bọn họ đem áo nghĩa đỉnh cấp của nhẫn thuật dạy cho con trai của hắn, đều không có hướng đồ đệ bọn họ triển lộ qua nhẫn thuật như vậy, lúc này, đệ tử bình thường cùng học viên trong giáo phái nhìn thấy một màn này cũng bắt đầu vì thận cố gắng lên không có một người ủng hộ kiếp ngay cả các sư đệ vừa mới ủng hộ đại sư huynh kiếp cũng đều chuyển hướng thận ở trên đài cao diễn võ trường khổ nói nhìn thận trên đài không khỏi lộ ra một tia mỉm cười già nua kiếp ngươi cần phải cẩn thận dứt lời thận trọng bổ một đao về phía kiếp trong nháy mắt một đạo băng nhận hình cung dài gần năm thước đụng vào kiếp thấy một màn như vậy kiếp đầu tiên là sửng sốt một chút, sau khi phục hồi tinh thần lập tức né sang một bên. Mới vừa hiện lên một đạo băng nhận hình cung, thế nhưng nối gót mà tới, còn có ba đạo băng nhận, thấy một màn như vậy, kiếp cũng chỉ có thể buông tha công kích, nhưng người hiện lên hai đạo băng nhận hình cung, thế nhưng một đạo băng nhận cuối cùng hắn không có né tránh. Tuy rằng kiếp nhất cánh tay lên ngăn cản, nhưng đạo băng nhận kia khi chạm vào cánh tay của kiếp, liền hóa thành băng phấn, trong nháy mắt, cánh tay của kiếp đã bị đông cứng, kết ra một tầng băng mỏng. Lúc này, cẩn thận đem loan đao đóng băng ném trên mặt đất, hai tay kết ấn. Viêm bạo áo nghĩa, liệt quyền. Dứt lời, hai quyền của thần giấy lên ngọn lửa đỏ thẫm, nhưng thần lại không cảm giác được đau đớn chút nào. Hắn không có đi tới gần cùng kiếp dây dưa, mà là ở tại chỗ phóng ra hỏa quyền công kích đã bị hàng băng giảm tốc độ kiếp. Chỉ thấy hai quả bóng rổ lớn nhỏ hỏa diễm nắm tay hướng về phía kiếp đụng tới cánh tay cùng thân thể kiếp đã bị băng phấn vừa rồi rải rác đông lạnh lên, tốc độ giảm mạnh, căn bản là không có biện pháp né tránh cẩn thận phóng ra hỏa quyền. Chỉ nghe oanh một tiếng, hai hỏa quyền đồng thời rơi vào trên người kiếp, trong nháy mắt nổ tung, băng trên người kiếp bị nổ nát, đồng thời, hắn cũng bị sóng khí nổ tung tung lên, lăn xuống bên cạnh lôi đài, thoạt nhìn bị thương không nhẹ. Kiếp toàn thân đều đang đau, hơn nữa hắn vừa rồi bị thận hồn nhận đâm trúng, trong đầu đau đớn cảm giác cũng khiến cho trên người hắn thương càng đau, chứng kiến kiếp bị thần hỏa quyền nổ bay, Akali không khỏi che kín cái miệng nhỏ nhắn, trên mặt không chỉ có kinh ngạc, càng nhiều chính là lo lắng. Đại sư Huynh Nhìn kiếp bị nổ ngã, A Tạp Lệ có chút không thể tin được, nàng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới trận chung kết hôm nay sẽ là cục diện như vậy, nàng cùng Khải Nam giống nhau, cho rằng hai người bọn họ sẽ lần nữa đánh ngang tay, nhưng hiện tại, sử dụng nguyên tố nhẫn pháp cẩn thận đã hoàn toàn nghiền ép kiếp, thậm chí thần cũng không cần cận thân truyền đấu, chỉ là ở xa xa phóng thích nhẫn thuật là có thể nghiền ép kiếp, A à, Tạp Lệ làm sao cũng không nghĩ tới, sư phụ dĩ nhiên thiên vị như thế, dạy cho thần sư huynh nhẫn thuật cường đại như vậy. Nhưng ngay cả đề cập cũng không cùng các nàng đề cập qua, mà ngay cả thần sư huynh cũng không cùng các nàng nói qua nguyên tố hệ nhẫn thuật sự tình, lúc này, không riêng gì là Akali, Khải Nam cũng giống nhau hắn căn bản cũng không nghĩ tới thần sư huynh sẽ hoàn toàn đè ép hắn đại sư huynh cướp đánh, càng không nghĩ tới sư phụ của hắn dĩ nhiên đem nguyên tố song hệ đỉnh cấp nhẫn thuật áo nghĩa dạy cho thần sư huynh. nguyên tố kết hợp nhẫn thuật cường đại cỡ nào khải nam là rõ ràng nhất, bởi vì hắn mang theo lôi đình gian, hắn sử dụng nhẫn pháp liền kèm theo lôi điện nguyên tố uy lực. nhưng hiện tại thần sư huynh dĩ nhiên biết hai loại nguyên tố hệ nhẫn pháp cường đại đến không thể nói rõ, lúc này những học đệ vì thần hò hét trợ uy hô càng lớn tiếng, thống nhất hô thần sư huynh tất thắng. Trên lôi đài, cẩn thận nhìn thoáng qua kiếp nạn ngã xuống đất không dậy nổi, lại nhìn thoáng qua phụ thân ở trên đài cao khổ nói, hắn biết, hắn thắng, mà lúc này, kiếp từ trên mặt đất bò lên, tuy rằng những phục màu đen trên người hắn có dấu vết cháy khét. Nhưng hắn vẫn lấy tay chống đỡ mặt đất, run rẩy đứng lên, thở hổn hển nhìn thoáng qua thần đối diện lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua sư phụ đang quan chiến trên đài cao, không lên tiếng, lúc này thần mở miệng. Kiếp, ngươi đánh không thắng ta, nhận thua đi. Nghe được thần nói, kiếp ngơ ngẩn một hồi lâu, hắn nhìn nắm đấm thiêu đốt liệt diễm trên tay thần, trong lòng hắn rất không phục, cũng rất không cam lòng, đúng vậy, thiên phú của hắn cũng không kém thần, nhưng sư phụ lại cổng hắn đem nguyên tố nhẫn pháp áo nghĩa dạy cho thần. Tôi! Sắp thất bại rồi! Không được! ta không thể thua, ta còn có chiêu số cuối cùng, ta còn có thể thắng, ta còn có cơ hội chuyển bại thành thắng. Thần, ngươi đã có thể học tập nguyên tố hệ nhẫn pháp sau lưng ta, có thể vì thắng lợi hạ độc thủ, như vậy ta cũng không cần lưu thủ. Thần, đừng tưởng rằng ngươi thắng, ta còn có cuối cùng tuyệt chiêu vô dụng đâu. A, à, kiếp, nhẫn thuật của ngươi phần lớn đều là né tránh, không có uy lực lớn tính công kích nhẫn thuật, ngươi không có khả năng phá được phòng ngự của ta chớ nói chi là ta còn có băng hỏa song hệ nhẫn thuật áo nghĩa, đừng cậy mạnh, nhận thua đi. Đối với kiếp mà nói, thần tỏ vẻ phi thường không tin, đúng vậy, hắn quá hiểu rõ kiếp, kiếp chống lại hắn, cũng chỉ có ở tốc độ chiếm ưu thế, ở phòng ngự bị hắn nghiền ép, hơn nữa hắn hiện tại có tính công kích nhẫn thuật, công kích cường đại cộng thêm phòng ngự tuyệt đối. Hắn hoàn toàn xứng đáng là người thắng Hừ, có phải cậy mạnh hay không Lát nữa ngươi sẽ biết Áo nghĩa, ảnh phân thân Dứt lời, kiếp hai tay kết ấn, lúc này, bóng dáng dưới chân hắn dĩ nhiên sống, biến thành một kiếp khác, chỉ bất quá ảnh phân thân kia cả người bốc lên hắc khí, thoạt nhìn rất là quỷ dị, lúc này, thận ngây ngẩn cả người. Chương 4 Chuyển bại thành thắng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Không riêng gì hắn, dưới đại quan chiến Akali cùng Khải Nam còn có tất cả các sư đệ đều ngây ngẩn cả người, đúng vậy, Loại này phân thân hệ liệt nhẫn thuộc bọn họ đều chưa từng thấy qua, thậm chí cũng chưa từng nghe qua, tất cả mọi người rất khiếp sợ, vậy mà tại hôm nay gặp được hai vị sư huynh toàn bộ ác chủ bài. Không riêng gì bọn họ, ngay cả khổ thuyết đại sư ở trên đài cao diễn võ trường khi nhìn thấy kiếp sự xuất ảnh phân thân cũng hơi bị kinh hãi, hắn nhíu mày, nhìn hai người trên lôi đài phía dưới, hơn nữa trong mắt hắn lộ ra một chút tàn nhẫn. Đúng vậy, đó là cấm kỵ áo nghĩa trong nhẫn thuật, ám ảnh hệ nhẫn thuật là nhẫn giả tà ác mới có thể tu luyện cấm kỵ nhẫn pháp, khổ nói đại khái đoán ra, kiếp hẳn là trộm đi cấm địa của giáo phái, ở trong sơn động kia thấy được cái hộp bị hắn phong ấn. Cái kia trên hộp khắc rất nhiều ám ảnh hệ nhẫn pháp, toàn bộ đều là cấm kỵ áo nghĩa, mà cái kia trong hộp phong ấn một cái tà ác ninja linh hồn, cái kia ninja cũng là bởi vì tu luyện ám ảnh nhẫn thuật tẩu hỏa nhập ma, đi vào tà đạo. Dĩ nhiên lấy thôn phệ linh hồn người khác đi làm dịu bóng dáng của mình, khiến cho ám ảnh nhẫn thuật càng thêm cường đại. Năm đó khổ nói cũng là mất rất nhiều sức lực mới đem tài nhẫn giả kia chém giết, thế nhưng tài nhẫn giả bởi vì tu luyện ám ảnh nhẫn thuật. Linh hồn của hắn ra bán cho ác ma, khổ nói tuy rằng dùng hồn nhận phá vỡ tà ninja linh hồn, giết chết hắn, nhưng là cái kia tà ninja bóng dáng lại trở thành cái thứ hai hắn, thay thế linh hồn của hắn khống chế thân thể. Bởi vậy, khổ thuyết cùng quái vật ảnh tử kia lâm vào khổ chiến, cuối cùng, hắn lấy trọng thương làm đại giới, giết chết ảnh quái, cũng sử dụng nguyên tố hệ nhẫn thuật thiêu hủy thân thể ảnh quái, thế nhưng hồn nhận của hắn dĩ nhiên không cách nào phá vỡ linh hồn ảnh quái kia. Bởi vì cái kia ảnh quái linh hồn, chính là tà ninja gia bóng dáng, là không cách nào bị giết chết tà ác tồn tại, bóng dáng bất diệt, tà hồn bất tán, cho dù không có thân thể, cái kia bóng dáng cũng vẫn sẽ tìm kiếm người sống trở thành đời sau thể xác. Cho nên, Khổ thuyết sử dụng Ninjutsu giới định cấp phong ấn thuật đem cái kia ảnh tử tà hồn phong ấn ở trong một cái hộp đá, nhưng hắn chỉ có thể làm được phong ấn mà không thể làm được xua tan ảnh hồn, mà cái kia ảnh hồn mặc dù bị phong ấn ở trong hộp đá, nhưng vẫn có thể phóng thích lực lượng của hắn, đi ăn mòn phong ấn hộp đá, bởi vậy, cái kia hộp đá bên trong ảnh hồn đem ám ảnh hệ tất cả cấm kỵ áo nghĩa toàn bộ khắc ở hộp đá vách trong, hơn nữa ăn mòn hộp đá để hộp đá bên ngoài cũng có thể nhìn thấy những này cấm kỵ nhẫn pháp. Ảnh hồn dùng phương pháp như vậy đi tìm chủ ký sinh kế tiếp, đồng thời cũng đang tìm kiếm người giải khai phong ấn cho hắn, khổ nói rất rõ ràng, kiếp sử dụng cấm kỵ nhẫn thuật của ám ảnh hệ, nhất định là lén đi cấm địa sau núi. Hơn nữa thấy được hộp đá trong cấm địa, trộm học nhẫn thuật cấm kỵ trên hộp, khổ nói tuy rằng rất muốn hiện tại nhảy xuống ngăn cản kiếp nạn, nhưng hắn nghĩ lại, đây không phải là cơ hội tốt để khảo nghiệm nhi tử của hắn sao. Nếu như cực băng áo nghĩa cùng viêm bạo áo nghĩa có thể đánh bại ám ảnh hệ nhẫn thuật, như vậy nhi tử của hắn không phải có thể thay thế hắn đi lần thứ hai phong ấn trong hộp đá ảnh hồn sao. Cho nên, khổ nói quyết định chờ hai hài tử này thi đấu xong rồi nói sau. Trên lôi đài, cẩn thận nhìn cái kia toàn thân bốc lên hắc khí ảnh phân thân kiếp, trong mắt hắn có chút kinh ngạc, hắn không rõ đây là nhẫn thuật gì, Thế nhưng Kiếp sẽ không cho hắn thời gian suy nghĩ a, à, bị đè ép đánh lâu như vậy, hắn có thể thoải mái sao? Vì thế, Kiếp giơ ngón tay lên hướng Thận, cái kia Ảnh Phân Thân Kiếp lập tức hướng Thận chạy tới, giơ lên mạo hiểm hắc khí cánh tay nhận đâm về phía Thận, Thận đối với cái này Ảnh Phân Thân Kiếp là một chút không sợ, trên nắm tay Hỏa Diễm càng vượng. Không nói hai lời đối với cái kia Ảnh Phân Thân Kiếp chính là một quyền, một cái chậu rửa mặt Hỏa Diễm quyền đầu hướng Ảnh Phân Thân Kiếp đánh tới nhưng là thận trọng hỏa quyền lại xuyên qua ảnh phân thân kiếp thân thể, giống như đánh ở trên không khí giống nhau. Hoàn toàn không có đụng tới người ta, thần đầu tiên là cả kinh, sau đó lập tức thu hồi liệt quyền áo nghĩa, dù sao liệt quyền của hắn không thể công kích tới cái kia ảnh phân thân kiếp A, hắn phải đổi chiêu, bằng không dễ dàng chịu thiệt, vì thế, thần hai tay kết ấn, hô. Áo nghĩa, hồn hữu. Dứt lời, một đạo tử quan hiện lên, hùng nhận cắm ở bên chân thần phóng thích ra một đạo kết giới, đem thần bao ở trong đó, ảnh phân thân kiếp vung lên cánh tay phải, hung hăng đâm về phía thần kết giới, nhưng lúc này ngoài ý muốn xuất hiện. Cái kia ảnh phân thân kiếp trong nháy mắt biến thành chân chính kiếp, đúng vậy, kiếp bản thể cùng ảnh phân thân có thể tùy thời đổi vị trí, đây mới là ám ảnh nhẫn thuật chân chính áo nghĩa. Thần cũng thấy được tình huống này, bởi vì ảnh phân thân kiếp toàn thân bốc lên hắc khí. Mà kiếp không có, người đột nhiên thoáng hiện ở trước mặt hắn không phải ảnh phân thân mà là kiếp chân chính động tác kiếp cùng ảnh phân thân lúc trước tương tự vung cánh tay phải lên đâm về phía kết giới bảo vệ cẩn thận kia trên cánh tay của hắn hiện ra hát quan cùng trước đó hoàn toàn bất đồng đúng vậy đây cũng là ám ảnh áo nghĩa nhẫn pháp diệt hồn kiếp nhẫn thuật này là đề cao lực công kích kiếp không có lưu tình hung hăng đâm vào kết giới nhưng mặc cho công kích của hắn có ám ảnh hệ nhẫn thuật gia trì nhưng cẩn thận tuyệt đối phòng ngự kết giới là dễ dàng phá như vậy sao? Đương nhiên không phải, thanh kia phím hát quan cánh tay nhận hung hăng đâm ở trên kết giới, nhưng là kết giới cái gì phản ứng đều không có. Lúc này, dị biến lại xuất hiện, bóng dáng kiếp nạn lần nữa sống lại, thoáng hiện ở sau lưng thận trọng, bá một tiếng, kiếp cùng ảnh phân thân đổi vị trí, lại là một đâm, hung hăng đâm ở kết giới, bất quá vẫn là không đánh tan kết giới thế nhưng kiếp lại một lần cùng ảnh phân thân đổi vị trí xuất hiện ở phía trước thận lại là một quyền cánh tay hiện ra hát quan hung hăng đâm về phía kết giới cứ như vậy kiếp cùng ảnh phân thân của hắn không ngừng trước sau đổi vị trí tại kết giới bên trong thận mặc dù đã nhấc lên kết xương loan đao nhưng là bất đắc dĩ cướp hoán đổi quá nhanh trước sau hắn căn bản phòng không được a à, một màn này bị mọi người nhìn ở trong mắt a à tạp lệ trong mắt lóe ra hưng phấn đúng vậy Akari trên người có được một bộ phận ám ảnh gian trời sinh ám ảnh ninja nàng gian phối hợp nhẫn thuật có thể làm được ẩn nấp tự thân để địch nhân tìm không thấy mục tiêu có thể thấy được nàng gian cường đại mà hiện tại A tạp lệ cũng nhìn ra nàng đại sư huynh kiếp sở sử dụng nhẫn thuật đó là một loại cao cấp ám ảnh hệ nhẫn thuật đối với nàng ám ảnh gian mà nói thật là thích hợp nhất A tạp lệ lúc này đều có loại muốn đi thỉnh giáo đại sư huynh ám ảnh hệ nhẫn thuật là như thế nào tu luyện Khải Nam dù sao cũng là nhị sư huynh, hắn rất rõ ràng tiểu sư muội cũng có ám ảnh gian, giống như hắn có thể lợi dụng gian đặc tính cùng nhẫn thuật kết hợp tạo nên càng cường đại nhẫn thuật. Nhưng là đại sư huynh kiếp hiện tại sử dụng ám ảnh hệ nhẫn thuật như thế nào quá dị như thế? Hệ ám ảnh không phải đều là nhẫn pháp né tránh sao? Tên như ý nghĩa ám ảnh hệ nhẫn pháp hẳn là cùng tiểu sư muội kém không nhiều lắm, đều là ẩn nấp tự thân nhẫn pháp như thế nào có thể có uy lực như thế ám ảnh hệ nhẫn phát, hơn nữa còn có thể triệu hoán ảnh tự tác chiến, quá quái dị đi. Không riêng gì hai người bọn họ, dưới đài vì cẩn thận họ hét trợ uy những sư đệ kia các lúc này cũng đều im lặng nhìn lôi đài, hiển nhiên, bọn họ không nghĩ tới đại sư huynh kiếp cương nhiên sẽ loại này bọn họ cũng chưa từng nghe nói qua kỳ quái nhẫn thuật. Hơn nữa trong nháy mắt xoay chuyển cục diện, thần sư huynh tìm không ra phương Bắc, điều này cũng quá không thể tưởng tượng nổi thậm chí có nhẫn thuật cao cấp hơn nhẫn pháp hệ nguyên tố, quả thực không thể tưởng tượng nổi, không riêng gì các học viên này. Ở trên đài cao quan chiến khổ nói nhìn thấy phía dưới đánh nhau hắn cũng là vẻ mặt không vui, bởi vì kiếp sử dụng ám ảnh hệ nhẫn thuật thật sự quá thuần thục, tùy thời cùng ảnh phân thân chuyển đổi vị trí, còn chuyển nhanh như vậy. Cái này hiển nhiên đã vượt qua khổ thuyết mong muốn, hắn cảm thấy kiếp đã tiếp xúc ám ảnh nhẫn thuật thật lâu, bằng không làm sao có thể sẽ như thế thuần thục, nhìn đến hiện tại kiếp khổ thuyết không khỏi hồi tưởng lại hắn đã từng cùng kia tà ninja đại chiến. Tà ninja kia chính là sử dụng loại ảnh phân thân nhẫn thuật dây dưa hắn, đánh hắn chỉ có thể phòng thủ, cũng giống như thần hiện tại, tốc độ nhanh như vậy qua lại thoáng hiện công kích, người căn bản cũng không đủ thời gian ngăn cản A. À. Nhìn thấy kiếp nạn hiện tại, khổ nói không qua cắn răng, nắm tay cũng là nắm chặt xèo xèo vang lên, đúng vậy, hắn rất tức giận, bởi vì đồ đệ của hắn dĩ nhiên sau lưng sư phụ hắn học trọng cấm kỵ nhẫn thuật, hắn hiện tại thật sự rất tức giận. Ở trên lôi đài, kiếp cùng ảnh phân thân của hắn còn đang đổi vị trí công kích kết giới thận trọng, thận trọng một chút cố tiền một chút cố hậu, sách theo đao cũng không biết công kích như thế nào, bởi vì tốc độ chuyển đổi vị trí quá nhanh, hắn đánh không tới A. À. Rốt cục, thận bên cạnh hùng nhận quan mang tán, kết giới tùy theo biến mất, đúng vậy, cường đại như vậy phòng ngự tuyệt đối có thời gian hạn chế cũng có tai hại, chính là không thể di động, tại kết giới bên trong người không thể đi ra kết giới. Nếu không kết giới tự động giải trừ, mà lúc này, kiếp nhìn thấy kết giới kia tán mất, hắn nhếch khóe miệng, không để ý vết thương trên người, giờ cánh tay hiện ra hát quan đâm tới thận, thận lập tức cầm lấy loan đao ngăn cản. Cách một tiếng, loan đao của thận chặn cánh tay của kiếp, nhưng trong nháy mắt binh khí hai người tiếp xúc, kiếp và ảnh phân thân đổi vị trí, chạy đến sau lưng thận loan đao của thần không có lực cản. Ngang một đao bổ trúng cái kia ảnh phân thân, nhưng hắn tự như bổ đến không khí đồng dạng, không có bất kỳ thực thể cảm, tại thần kinh ngạc đồng thời, kiếp đã xuất hiện ở thần sau lưng, một cước đá về phía thần sau lưng. Không hề nghi ngờ, thần trúng chiêu, hơn nữa một cước cướp đá này phi thường dùng sức, bởi vì thần vừa rồi cũng hạ trọng thủ với hắn, dùng hồn nhận đánh bị thương linh hồn của hắn, hơn nữa còn dùng nguyên tố hệ nhẫn pháp nổ hắn hắn hiện tại muốn ra khẩu khí này, hơn nữa một cước này còn mang theo một chút ghen tị. Đúng vậy, hắn không phục, hắn không phục thận, cũng không phục sư phụ của hắn vì cái gì đem nguyên tố hệ nhẫn pháp vùng trộm dạy cho thận. Đem duy nhất hồn nhận giao cho thận coi như xong, dù sao cũng là sư phụ nhi tử, nhưng để cho kiếp phẫn nộ chính là, sư phụ của hắn đem nguyên tố áo nghĩa vùng trộm dạy cho thận, dạy cho nhi tử của hắn, hắn rất không phục. Nhiều năm như vậy, hắn cũng hiếu kính lão nhân gia như thận thậm chí hắn làm nhiều hơn thận tu luyện nhẫn thuật cũng chăm chỉ hơn thận hơn nữa thiên phú của hắn cũng không kém thận tại sao sư phụ lại coi thường tôi như vậy chẳng lẽ tôi không thể kế thừa y bác của ngài sao ta không thể trở thành tông chủ của tông phái cân bằng sao sư phụ ngài thật sự là quá thiên vị a à? một cước này bao hàm ghen tị cùng phẫn nộ của kiếp, hung hăng đạp ở sau lưng thận không hề nghi ngờ thận trực tiếp bị đá bay ra ngoài, trực tiếp bay ra lôi đài, ngã vào trong đám người dưới đài. Kiếp vững vàng rơi ở trên lôi đài, thu hồi ảnh phân thân của hắn, ấn xuống áp kéo trong lòng bàn tay thu hồi cánh tay nhận, hắn lau khóe miệng một cái, lộ ra một tia vui mừng cười, đúng vậy, hắn thắng. Hắn đánh bại thận, hắn dùng phương thức của hắn chứng minh hắn không thể so với thận kém, kiếp hiện tại thật sự rất vui vẻ, bởi vì hắn cảm thấy, sư phụ của hắn sẽ đối với hắn con mắt khác nhìn hơn nữa hắn hiện tại là tân nhậm mộ quan chi nhãn cũng là tân nhậm cân đối giáo phái tông chủ hắn ở trong lòng thề nhất định phải đem sư phụ cân đối giáo phái phát dương quan đại tại diễn võ trường trên đài cao tại xem chiến khổ thuyết chứng kiến phía dưới trận đấu kết thúc hắn cũng nhảy xuống đáng tiếc là nhi tử của hắn thua kiếp nhìn thấy sư phụ đi xuống liền lập tức chạy tới vì sư phụ hành lễ tuy rằng thân thể hắn cùng linh hồn đều có vết thương nhưng hắn hiện tại hy vọng nhất nhìn thấy hy vọng nhất nghe được, vẫn là sư phụ của hắn khổ nói tuyên bố người thắng, tuyên bố nhiệm kỳ tiếp theo mộ quan chi nhãn cùng tân nhậm tông chủ, hắn hiện tại cõi lòng đầy hưng phấn, hắn cảm thấy biểu hiện của hắn nhất định để sư phụ nhìn với cặp mắt khác xưa. Đồ nhi bái kiến sư phụ. Ừm. Khổ thuyết nhìn thoáng qua kiếp, ứng một tiếng, nhưng trong mắt khổ thuyết, kiếp lúc này đã trở thành thế thân của tà ninja và ảnh hồn kia, ánh mắt hắn nhìn kiếp có chút căm hận, nhưng kiếp không thấy được, bởi vì hắn hiện tại cúi đầu hành lễ cho sư phụ hắn. Chương 5 Ngươi nhiệt đồ này Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Lúc này, thận từ dưới đài bò lên lôi đài, khóe miệng của hắn có vết máu, xem ra vừa rồi cướp một cước kia đích xác không nhẹ, thận nhìn thoáng qua kiếp còn đang không lưng hành lễ, lại nhìn một chút phụ thân của hắn, trên mặt không khỏi có chút cô đơn. Đúng vậy, hắn thua, thua bởi kiếp, hắn biết, mộ quan chi nhãn danh hiệu cùng cân đối giáo phái tông chủ vị sẽ là kiếp, hắn để cho phụ thân hắn thất vọng, sử dụng nguyên tố nhẫn pháp dĩ nhiên không thể đánh bại kiếp, quá vô dụng. Ở dưới đài, tất cả các sư đệ, bao gồm tiểu sư muội A Tạp Lệ cùng nhị sư huynh Khải Nam, đều đang vì bọn họ đại sư huynh hoang hô, bởi vì người thắng xuất hiện, chính là bọn họ đại sư huynh, kiếp. Thận trọng nghe được những tiếng hoang hô này, trong lòng hắn rất không có tư vị, mà khổ thuyết đại sư cũng quay đầu nhìn thoáng qua dưới đài các đệ tử, phất tay ý bảo mọi người dừng lại. những học viên kia cũng nhìn thấy tông chủ sư phụ làm cho bọn họ câm miệng. cho nên bọn họ đều rất thức thời, lập tức câm miệng. bất quá trong mắt bọn họ tràn đầy hưng phấn, bởi vì đại sư huynh thắng. akali cùng kenan lẫn nhau nhìn thoáng qua, sau đó cũng bò lên lôi đài, đứng ở thận sau lưng nhìn sư phụ của bọn họ khổ nói, khổ nói nhìn nhi tử hắn thận một cái. Cũng thuận thế nhìn một chút Khải Nam cùng A Tạp Lệ, lúc này, Kiếp đã hành lễ xong thẳng lưng lên, trên mặt hắn tràn ngập hưng phấn, bởi vì hắn thắng lợi, Kiếp đi về phía trước một bước, nói: "Sư phụ, con..." Kiếp đang muốn nói chuyện, nhưng sư phụ của hắn khổ nói lại đột nhiên xuất thủ, một chưởng đánh vào trên người Kiếp, Kiếp trực tiếp bay ngược ra ngoài, đụng vào bối cảnh trên tường lôi đài, đúng vậy, quá đột ngột, khiến tất cả mọi người không nghĩ tới. Kiếp phun ra một ngụm máu, quỳ gối trên lôi đài, nhìn trên thạch đài vết máu, cảm thụ được ngực buồn đau, kiếp mở to hai mắt, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía sư phụ hắn, hắn không rõ sư phụ vì cái gì đánh hắn. Không riêng gì kiếp không rõ, Akari cùng Khải Nam còn có thần đều không rõ, bao quát dưới đài hơn một ngàn tên đệ tử, tất cả mọi người là vẻ mặt kinh ngạc nhìn sư phụ của bọn họ khổ nói đại sư, nghĩ mãi mà không rõ sư phụ vì cái gì đánh đại sư huynh. Akali vốn là đối với đại sư huynh có ái mộ chi tình, chứng kiến nạn người trong lòng bị sư phụ đã thương, lập tức hướng kiếp bên kia chạy tới, Ken nàng cũng không ngăn cản, nhưng đúng lúc này, một quả khổ không bay qua. Tự như một đạo hát quang, từ A tạp lệ trước mặt bắn thẳng qua, đinh ở lôi đại bối cảnh trên tường, lúc này, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía sư phụ cùng với tông chủ của bọn họ, cũng chính là khổ thuyết đại sư. Đúng vậy, khổ vô là khổ nói đại sư ném qua, vì chính là ngăn cản A Tạp Lệ. A Tạp Lệ nhìn thoáng qua khổ vô màu đen khảm trên tường, lại nhìn sư phụ nàng khổ nói, trong ánh mắt tràn ngập nghi hoặc. Sư phụ, tại sao ngài? Người đi sau núi cấm địa. Kiếp còn chưa nói xong, khổ nói liền cắt đứt hắn, trong mắt ác ý nhìn chầm chầm kiếp nửa quỳ trên mặt đất kia, kiếp nghe được sư phụ hỏi như vậy, hắn ngơ ngẩn, cũng trầm mặt, đúng vậy, hắn đích xác đi cấm địa. Bởi vì hắn muốn thắng thận, hắn cho tới nay cùng thận đều là không phân cao thấp, như vậy hòa hắn chịu đủ rồi, cho nên hắn đi cấm địa, muốn tìm kiếm bị sư phụ giấu đi đỉnh cấp nhẫn thuật, hắn cảm thấy cấm địa bên trong khẳng định có bảo bối. Bởi vì hắn đã thấy sư phụ đi qua cấm địa kia, bởi vậy có thể thấy được cấm địa chỉ là không cho phép đồ để cùng học viên bọn họ đi vào, cho nên kiếp cho rằng sư phụ ở trong cấm địa cất giấu áo nghĩa nhẫn thuật cao cấp hơn, vì vậy, hắn liền len lén đi cấm địa. Ở trong sơn động kia, hắn không tìm được công pháp nhẫn thuật gì ở cam chịu đồng thời đá đổ một khối đá thấy được hộp đá màu đen đè dưới phiến đá trên hộp đá kia đều là văn tự kỳ quái kiếp cho rằng trong hộp đá này có nhẫn pháp cao cấp cho nên hắn thử mở hộp đá ra nhưng hắn phí rất nhiều khí lực cũng không mở ra được cái hộp kia ngược lại đem hắn làm cho toàn thân mệt mỏi vì thế hắn ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi cũng bởi vậy thấy được trên hộp đá kia khắc nhẫn thuật áo nghĩa những nhẫn thuật áo nghĩa này đều là hắn chưa từng thấy qua. hắn rất hưng phấn, bởi vì hắn tìm được sư phụ bảo bối, vì hướng sư phụ chứng minh mình so với thần mạnh hơn. cho nên cướp trọng học được kỳ quái nhẫn thuật trên hộp đá kia, còn đang buổi tối lúc nghỉ ngơi vùng trọng tu luyện loại nhẫn thuật này, bởi vì hắn muốn ở trong trận đấu chiến thắng thần, trở thành tông chủ tiếp theo của giáo phái cân đối cùng mộ quan chi nhãn. đúng vậy a, à, hắn rất muốn chứng minh chính mình, cho nên phạm vào cấm kỵ. lúc này kiếp đối lý hắn không biết nên trả lời như thế nào, càng không biết phải như thế nào đi biện giải, nghe được khổ nói sư phụ lời nói. Ở trên lôi đài A Tạp Lệ cùng Khải Nam còn có thần đều có chút không thể tin được nhìn một chút nữa quỳ trên mặt đất kiếp, đại sư huynh cổng sư phụ đi cắm địa. Chẳng lẽ đại sư huynh sử dụng quái dị nhẫn thuật không phải sư phụ dạy? Mà là đại sư huynh trọng học công pháp nhẫn thuật trong cấm địa, tập được áo nghĩa nhẫn pháp hoàn toàn mới. Tất cả mọi người im lặng không lên tiếng nhìn Kiếp, Kiếp ngẩng đầu nhìn tiểu sư muội, lại nhìn sư phụ của hắn, nói: "Sư phụ, ta đích xác đi cắm địa sau núi. Trong cái hang đó, ngươi thấy gì?" Kiếp vừa dứt lời, khổ nói liền mở miệng truy vấn một câu, ánh mắt hắn nhìn Kiếp rất hung ác, bởi vì hắn nhìn thấy không riêng gì Kiếp, hắn phản phất nhìn thấy đệ tử hắn dậy ra muốn trở thành tà ninja cùng ảnh hồn kế tiếp, hắn hận a. À đệ tử nhìn thấy một hộp đá màu đen kiếp dừng một chút vẫn là đem lời thật nói ra hắn biết sư phụ rất tức giận bởi vì hắn vi phạm môn quy cân đối giáo phái đi cấm địa nghe được lời kiếp khổ nói chặt nắm đấm một cái thoáng hiện đột nhiên đứng ở trước kiếp người nhắc tới cổ áo kiếp hỏi ngươi học cái kia hộp đá bên trên nhẫn thuật áo nghĩa bị sư phụ như vậy trừng mắt kiếp thoáng cái ngây ngẩn cả người hắn nói không ra lời bởi vì sư phụ trong mắt phản chiếu lấy bộ dáng của hắn ánh mắt kia thật sự rất đáng sợ. Akali chứng kiến sư phụ như vậy đối với đại sư huynh, lập tức lên tiếng ngăn cản. Sư phụ, tại sao ngài? Câm miệng. Kiếp, nói cho ta biết, ngươi có phải hay không trọng học kia hộp đá bên trên nhẫn thuật cùng áo nghĩa? Khổ nói quay đầu lại trừng A tạp lệ liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục nhìn chầm chầm kiếp, ngữ khí cùng ánh mắt đều rất hung ác, hoàn toàn không giống như là bọn họ trước kia cái kia sư phụ kiếp nghe được sư phụ lần thứ hai hỏi thăm, hắn nuốt một ngụm nước miếng, đáp. Vâng, sư phụ, con đã ghi nhớ áo nghĩa và nhẫn pháp trên hộp. Kiếp vừa dứt lời, khổ nói một phen đem hắn quăng ra ngoài, kiếp hung hăng nện ở trên lôi đài, lăn vài vòng mới dừng lại, dừng lại kiếp đại phun ra một ngụm máu đen, vốn hắn đã có thương tích trong người. Hiện tại lại bị sư phụ liên tục công kích hai lần, hắn làm sao có thể chịu nổi, chứng kiến đại sư huynh bị sư phụ ngã qua một bên, kennan cùng thận còn có a tạp lệ tranh thủ thời gian chạy tới chuẩn bị đỡ người khải nam cùng a tạp lệ sẽ không nói nhưng ngay cả thận hiện tại cũng rất lo lắng cho an toàn của kiếp nạn dù sao hai người bọn họ cũng là bạn chơi cùng nhau lớn lên càng là huynh đệ tình như thủ túc cho dù hôm nay đánh nhau trên trận chung kết đó cũng là vì tông môn mà hiện tại phụ thân của hắn hung hăng công kích huynh đệ của hắn thận làm sao có thể nhìn xuống mặt kệ đây khổ nói nhìn thấy ba người bọn họ chạy tới muốn đỡ cái kia nghiệt đồ lập tức lên tiếng ngăn cản ba người các ngươi đứng lại cho ta không được đỡ hắn sư phụ người ít hai phụ thân người akari cùng kenan còn có thận đều bị khổ nói hôn ngừng dù sau đó là sư phụ của bọn họ là trưởng bối của bọn họ nhưng là ba người bọn họ không rõ sư phụ vì sao làm như vậy bất quá ba người bọn họ chưa nói xong đã bị khổ nói cắt đứt ba người các ngươi câm miệng cho ta. Nhiệt đồ, đứng lên, nhìn ta. Khổ nói hung giữ hắn hai cái đồ để cùng nhi tử một câu, sau đó hung tận nhìn về phía trọng thương thổ huyết kiếp, cướp lau khóe miệng vết máu, dùng cánh tay chống phiến đá từ trên mặt đất đứng lên, ngẩng đầu nhìn sư phụ của hắn. Sư phụ, con. Đừng gọi ta là sư phụ, ta không có nhiệt đồ như ngươi. Khổ nói lớn tiếng hô một câu, Khải Nam cùng thần còn có A Tạp Lệ ba người cùng dưới đài các sư đệ hoàn toàn không hiểu nổi tình huống hiện tại, bất quá tất cả mọi người rất an tĩnh, bởi vì sư phụ phát hỏa, lúc này, khổ nói tiếp tục nói. Ngươi này nhiệt độ, uổng ta ngậm đắng nuốt cây đem ngươi nuôi lớn thành người, ngươi lại trọng học cấm địa bên trong bị phong ấn cấm kỵ nhẫn thuật, nhiệt độ, ngươi cũng biết tội. Khổ nói hiện tại phi thường tức giận, hắn nhìn kiếp ánh mắt đều nhanh bốc hỏa, nếu như không phải hắn niệm đến này mười mấy năm cảm tình, hắn hiện tại liền đem cái này tà ninja truyền nhân cho tại chỗ đánh gục, bởi vì khổ nói sẽ không quên tà ninja năm đó phạm phải tội ác. Hắn hiện tại thật sự rất sợ hãi hắn đồ đệ này sẽ trở thành kế tiếp tà ninja, sẽ trở thành kế tiếp ảnh hồn, sẽ trở thành một cái thôn phệ người khác linh hồn quái vật, hắn hiện tại trong lòng rất phức tạp, không biết nên xử lý như thế nào hắn đồ đệ này. Lúc này, ở đây tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, đúng vậy a à, bọn họ đại sư huynh trộm học cấm địa bên trong cấm địa nhẫn thuật cấm địa kia chính là sư phụ nghịch lân ai dám trộm đi cấm địa sẽ bị sư phụ trọng phạt thậm chí đuổi ra khỏi giáo phái chớ nói chi là đại sư huynh vậy mà trộm học cấm nhẫn thuật đây quả thực chính là tại đánh sư phụ mặt tại ngang nhiên cãi lại sư phụ mệnh lệnh cùng giáo phái môn quy bọn họ có thể tưởng tượng được đại sư huynh kết cục tuyệt đối sẽ bị sư phụ đuổi ra tông môn thậm chí phế bỏ một thân nhẫn công Tuy rằng bọn họ rất muốn vì đại sư huynh cầu tình, nhưng hiện tại ai cũng không dám lên tiếng, bởi vì đại sư huynh phạm vào sai lầm lớn, đụng vào nghịch lân của sư phụ, lúc này, kiếp trốt cục lên tiếng, lớn tiếng biện giải. Sư phụ, ta, ta không có tội. Nhiệt đồ, đến bây giờ ngươi cũng không biết sai. Còn chống đối vi sư, tội thêm một bậc. Nghe được kiếp đang phản bác hắn, chống đối hắn, khổ nói trong mắt đều sắp cháy ngay cả A Tạp Lệ cùng Khải Nam còn có thận ba người cũng tràn đầy không thể tin được nhìn kiếp, hắn cư nhiên tại sư phụ nổi giận va chạm sư phụ, đây không phải là tìm phạt sao? Không riêng gì bọn họ, mà ngay cả dưới đài các sư đệ đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn bọn họ đại sư huynh kiếp, đúng vậy, sư phụ định ra quy củ, chính là này cân đối giáo phái môn quy, đó là thiết lệnh, trong tông môn ai dám kháng mệnh? Không có, đã từng có một học đệ xông nhầm vào cấm địa sau núi, Kết quả bị sư phụ đụng phải, giam cầm học đệ kia một tháng, cuối cùng còn đuổi hắn ra khỏi tông môn, có thể thấy được cấm địa kia là nghịch lân của sư phụ. Ai dám đụng ai xui xẻo, sông nhầm cũng không tha, huống chi đại sư huynh đây là sông nhầm A, còn trọng học nhẫn thuật cấm, trách không được sư phụ nổi trận lôi đình, đại sư huynh đây thật sự là ở bên bờ tử vong đụng chạm sờ soạn A, gọi tắt là muốn chết. Sư phụ, nếu như ngài không có đem hồn nhận giao cho thận, ta làm sao lại muốn đi cấm địa, ngài không chỉ có đem cân đối giáo phái duy nhất hồn nhận cho thần, còn đem nguyên tố song hệ nhẫn pháp áo nghĩ dạy cho thần, sư phụ. Ngài quá thiên vị. Kiếp nghe được sư phụ hắn nói, hắn cũng tức giận, hắn ghen tị thần, oán giận sư phụ bất công, rõ ràng hắn so với thần càng cố gắng, vì cái gì sư phụ chướng mắt hắn, nếu như thần không có thanh hồn nhận kia, hắn làm sao sẽ vẫn cùng thần chiến bình đây không có thanh thần khí hồn nhận kia cung cấp tuyệt đối phòng ngự hắn đã sớm đánh thắng thần trọng cũng đã sớm trở thành nầy cân đối giáo phái ngoại trừ sư phụ bên ngoài đệ nhất nhân mà hiện tại đều là bởi vì sư phụ thiên vị thiên vị nhi tử của hắn nhiều năm như vậy hắn cố gắng như vậy chính là muốn chứng minh mình mạnh hơn thần hắn cũng có thể là người thừa kế tương lai của sư phụ hắn cũng là người có thể kế thừa y bác của sư phụ mà sư phụ lại chưa từng coi hắn là thân nhân Đem cân đối chí bảo hồn nhận giao cho hảo huynh đệ thần của hắn, mà hiện tại, ngay cả nguyên tố song hệ nhận pháp áo nghĩa cũng cổng hắn dạy cho thần, hắn không cam lòng, hắn không phục, hắn cảm thấy sư phụ thật không công bằng. Cho nên, hắn hiện tại đem lời trong lòng đều nói ra, bởi vì kiếp cảm thấy, sư phụ thật sự quá bất công, đối với hắn bất công, rõ ràng hắn so với cẩn thận làm tốt hơn, rõ ràng hắn mới là nhất có thiên phú cũng là nhất chăm chỉ người A. Chương 6 khu trục tra tông. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Kiếp những lời này vừa ra, toàn trường đều an tĩnh, ngay cả khổ thuyết đại sư cũng không có lên tiếng, tất cả mọi người đang kinh ngạc nhìn bọn họ đại sư huynh, thần cũng đúng, hắn nhìn kiếp ánh mắt có chút ấy nấy. Ngươi trộm học cấm kỵ nhẫn thuật, lén xông vào giáo phái cấm địa, trái với môn quy, vi sư có quyền phế bỏ ngươi cái kia một thân nhẫn công, lại đem ngươi trục xuất tông môn. Khổ nói bị cướp lời nói kia càng tức giận, một cái thoáng hiện liền xuất hiện ở trước người kiếp, kiếp cũng không kịp phản ứng, liền bị một chưởng đánh bay, kiếp phun ra ngụm máu trực tiếp bay ngược ra ngoài, hung hăng nện ở trong đám người dưới đài. Thận trọng nhìn thấy hảo huynh đệ của hắn bị phụ thân hắn một chưởng đánh bay, hắn không nói hai lời, cầm lấy hồn nhận liền nhảy xuống lôi đài, hướng kiếp chạy tới, Akali cùng Khải Nam cũng đồng dạng như thế, kia dù sao cũng là đại sư huynh của bọn họ. Mặc kệ như thế nào, bọn họ cũng không thể trơ mắt nhìn đại sư huynh bị sư phụ đánh chết a à. công kích như vậy làm sao giống phế nhẫn công a à? rõ ràng chính là giết người bọn họ phải ngăn cản sư phụ mới được mà lúc này khổ nói cũng nhảy xuống lôi đài một thoáng hiện xuyên qua đám người nhìn kiếp nạn nửa nằm trên mặt đất khổ thuyết lại một lần nữa giơ tay lên nhưng trong nháy mắt này một thanh hồn nhận bay qua đi cùng còn có thận người này không đợi khổ thuyết một chưởng bổ xuống thận liền nhanh chóng dùng hai tay kết ấn áo nghĩa, hồn hữu. Thận trọng vừa dứt lời, thanh hồn nhận kia quan hoa chật lóe, phóng thích ra một cái màu tím kết giới, khổ nói một chữ này mặc dù bổ đến kết giới trên, nhưng là cũng không có đối với kết giới tạo thành thương tổn, đúng vậy, thanh hồn nhận này phòng ngự kết giới là vô địch phòng ngự. Là một cái không có biện pháp phá giải tuyệt đối phòng ngự kỹ năng, duy nhất khuyết điểm cùng thiếu sót chính là, kết giới không thể tùy người di động, hơn nữa có thời gian hạn chế đây là duy nhất khuyết điểm cùng thiếu sót chỗ nhưng tuyệt đối phòng ngự đủ để chứng minh đây là một thanh thần khí lúc này a tạp lệ cùng khải nam cũng đi tới cũng không dám mở miệng nói chuyện khổ nói thấy con trai của hắn dùng áo nghĩa hắn dậy đi đối kháng hắn người phụ thân này hắn càng hỏa lớn đây không chỉ là ra nghiệt đồ còn ra nghịch tử a nghịch tử ngươi dám cãi lời ta phụ thân con không phải muốn cãi lời người người bình tĩnh một chút không nên động thủ nữa cướp hắn không được thận biết phụ thân hắn hiện tại rất phẫn nộ nhưng là hắn không thể trơ mắt nhìn cái này cùng hắn lớn lên cùng hắn chơi đùa một khối tu luyện nhẫn thuật Hảo huynh để chết ở trước mặt hắn hắn phải đi ngăn cản phụ thân hắn mặc kệ đúng sai kiếp từ trên mặt đất trung rẩy đứng lên nhìn thoáng qua thận còn có sư phụ của hắn đứng trước người hắn bị đánh rất đau nhưng hắn không muốn ngã xuống kiếp lau máu khóe miệng nhìn về phía sư phụ của hắn chất vấn sư phụ ám ảnh nhẫn pháp rốt cuộc có gì sai, nó rõ ràng so với ngài dạy cho ta nhẫn pháp còn cường đại hơn, ta. Câm miệng, ngươi cái này nhiệt độ, ngươi trọng học cấm nhẫn pháp, còn không biết hối cải, vì sư hôm nay nhất định phải phế ngươi này một thân nhẫn công. Kiếp còn chưa nói xong, đã bị khổ thuyết cắt đứt, khổ thuyết hiện tại rất tức giận, nhưng hắn biết, hồn nhận tuyệt đối phòng ngự không ai có thể đánh vỡ, cho nên, hắn thu hồi cánh tay, lúc này, kiếp lại hỏi ngược lại một câu ám ảnh nhẫn pháp nếu như là cấm ninjutsuts vậy tại sao tiểu sư muội có thể học nàng ninjutsuts cũng thuộc về ám ảnh nhẫn pháp kiếp khó hiểu nhìn sư phụ của hắn hắn biết tiểu sư muội a tạp lệ của hắn biết ám ảnh nhẫn thuật cũng không thấy sư phụ phạt nàng nhưng vì cái gì hắn không thể học dựa vào cái gì hắn hiện tại cảm thấy sư phụ đang xa lánh hắn sư phụ quá thiên vị a tạp lệ nghe được đại sư huynh nói về sau cũng không khỏi nhìn xem nàng đại sư huynh kiếp lại nhìn thoáng qua thần sư huynh cùng sư phụ, nàng không biết nên làm cái gì bây giờ, lúc này, khổ nói mở miệng, lạnh lùng nói. Căm miệng, ngươi này nhiệt đồ, sư muội ngươi nhẫn pháp là ám ảnh nhẫn pháp không giả, nhưng đó là bởi vì nàng trong thân thể tự mang ám ảnh gian, cho nên nàng học tập ám ảnh nhẫn pháp không có tính công kích, là ẩn nấp tự thân nhẫn pháp, nhưng ngươi thì sao? Ngươi học trọng chính là cấm ám ảnh nhẫn pháp, là tà niên gia cùng ảnh hồn lưu lại cấm kỵ nhẫn thuật, nếu như bị ngươi học thành ngươi chính là kế tiếp bị ta phong ấn ở trong hộp đá quái vật nghe được sư phụ những lời này có lẽ những người khác nghĩ mãi mà không rõ nhưng là kiếp minh bạch cái kia trong hộp đá có một con bị sư phụ phong ấn quái vật mà những kia cường đại ám ảnh nhẫn thuật cũng đều là tà niên gia cùng ảnh hồn lưu lại cấm nhẫn thuật thế nhưng kiếp không rõ vì sao ám ảnh hệ nhẫn pháp lại không thể có tính công kích chỉ có thể ẩn thân ám ảnh nhẫn pháp căn bản cũng không tính là chân chính ám ảnh hắn cảm thấy hắn không sai sai chính là sư phụ hắn bởi vì sư phụ không hiểu được sự cường đại của ám ảnh hiện tại kiếp thậm chí cảm thấy nhẫn pháp sư phụ dạy cho bọn họ đều là nhẫn thuật cấp thấp mà những ám ảnh nhẫn pháp bị giấu ở trong cấm địa mới là nhẫn thuật cao cấp nhất hắn hiện tại có loại tư tưởng muốn dùng ám ảnh nhẫn pháp thay thế nhẫn pháp bình thường thận cũng nghe được phụ thân hắn nói hắn biết huynh đệ của hắn phạm vào sai lầm lớn nhưng hắn không có thu tay, hắn không thể trơ mắt nhìn phụ thân hắn giết chết hắn từ nhỏ chơi đến lớn hảo huynh đệ, có lẽ, kia hẳn là gọi thân huynh đệ đi. Không, sư phụ, nhẫn pháp không có tà ác cùng chính nghĩa chi phân, là mỗi người mỗi khác, ám ảnh hệ nhẫn thuật, không phải tà ác nhẫn pháp, lại càng sẽ không để cho thi thuật giả biến thành quái vật, nếu như bị một ít nhẫn thuật áo nghĩa ảnh hưởng tâm trí, đó là người sai, không phải nhẫn pháp sai. Lúc này, Kiếp không để ý vết thương trên người hô to vài câu, bởi vì hắn từ đầu đến cuối liền không cảm thấy hắn làm sai, nghe được kiếp phản bác chi từ, khổ nói càng tức giận, mặt đều tức giận, hung hăng một trưởng bộ ở kết giới thường, mắng to nói. Nhiệt đồ Nhiệt đồ Vi sư hôm nay phải thanh lý môn hộ. Nghịch tử, ngươi tránh ra cho ta. Phụ thân, ngài bình tĩnh một chút, cướp hắn chính là đồ đệ của ngài A, à, phụ thân thận còn đang chống đỡ hồn nhận kết giới, nhưng hắn chút lạp không nhiều lắm, đã kiên trì không được bao lâu, rốt cục, tại mấy giây sau thận duy trì không được kết giới, kết giới tiêu tán, mà khổ nói cũng một chưởng bổ hướng đứng ở thận sau lưng kiếp. Thấy vậy, thận lập tức quỳ xuống, quỳ xuống trước mặt cha mình, cầu xin cho anh mình, bởi vì dù thế nào cậu cũng không thể nhìn thấy anh mình chết trước mặt mình, chết trong tay cha mình. Phụ thân, ngài tha cho hắn đi, ta sẽ thuyết phục hắn trở lại quỷ đạo, sẽ không để cho hắn đi vào sai đường, phụ thân, cho hắn một lần cơ hội đi. Nghe được thận lời nói, Akari cùng cai năng, còn có cân đối giáo phái tất cả đệ tử, toàn bộ quỳ trên mặt đất, quỳ gối trước mặt sư phụ của bọn họ, đồng thanh cầu xin nói. Sư phụ, ngài tha cho đại sư huynh đi, đại sư huynh hắn biết sai rồi, hắn sẽ sửa lại, sư phụ, cho đại sư huynh một cơ hội đi. Các ngươi, các ngươi. Cổ nói nhìn thấy đệ tử tất cả đều quỳ xuống vì nhiệt độ kia cầu tình, hắn cắn răng, bổ ra một chưởng kia ngay tại thần trước mắt, nhưng thần không có một tia sợ hãi, bởi vì ở phía sau hắn, là hảo huynh đệ kiếp của hắn. Phụ thân, cho hắn một lần sửa đổi cơ hội đi. Sư phụ, cho đại sư huynh một cơ hội sửa chữa đi. Lúc này, bọn họ lại một lần nữa vì kiếp cầu tình, nhưng kiếp nhưng vẫn đứng ở thần sau lưng, ánh mắt khó hiểu nhìn cái kia muốn giết sư phụ của hắn nhìn cái kia đem hắn nuôi nấng thành sư phụ, nhìn cái kia không công bằng sư phụ. Rốt cục, khổ nói cũng chịu không nổi, dù sao nhiều người quỳ gối trước mặt hắn cầu tình như vậy, hắn tuy rằng phẫn nộ, tuy rằng tức giận, nhưng là rõ ràng, hắn đã không thể thanh lý môn hộ, nếu không sẽ mất lòng người. Khổ thuyết chậm rãi đem tay buông xuống, chứng kiến một màn này, bất kể là kiếp hay là thận trọng, hoặc là Akali cùng Khải Nam, còn có những sư đệ kia khác, trong mắt bọn họ đều xuất hiện khác thường sắc thái. lúc này khổ thuyết mở miệng đều đứng lên đi. tạ ơn sư phụ khai ân ít một nghìn sáu trăm nghe được sư phụ nói tất cả mọi người đều đứng lên thần cũng vậy hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua hảo huynh đệ kiếp của hắn hắn biết hắn bị thương không nhẹ nhưng hắn vẫn đem kiếp một tay kéo đến phía trước đẩy hắn một cái thúc giục nói kiếp ngươi còn chờ cái gì còn không mau quỳ xuống dập đầu tạ ơn sư phụ khai ân nghe được lời nói thận trọng kiếp nhìn hắn một cái lại nhìn nhị sư đệ cùng tiểu sư muội còn có một đám sư đệ kia nhìn thấy ánh mắt của bọn họ kiếp biết bọn họ hy vọng mình cùng sư phụ nhận sai có thể coi như kiếp muốn mở miệng thời điểm khổ nói cắt đứt hắn không cần ta không cần ngươi quỳ ta cũng không cần ngươi cho ta dập đầu nhận sai nhiệt đồ từ nay về sau ngươi không còn là đồ đệ của ta ta cũng không còn là sư phụ ngươi ngươi cũng không cần ở bên ngoài nói là ta cần đối giáo phái người, ta cần đối nhất mạch đệ tử, không có ngươi như vậy tà nhân. Dứt lời, khổ nói vung tay lên, xoay người rời đi, đúng vậy, những lời này của hắn nói rõ cái gì? Hắn đem kiếp nạn trục xuất ra cân đối giáo phái, đích xác, tử tội có thể miễn, tội sống khó thoát, hắn khổ nói hành hiệp trượng nghĩa cả đời. Lại dạy ra một nhiệt đồ như vậy, hắn cũng hối hận a à, hối hận không dạy tốt hắn, càng hối hận không có dẫn hắn đi hướng chính đạo lúc này tất cả mọi người nghe được sư phụ nói lời bọn họ muốn cầu xin nhưng sư phụ đã đi rồi vì thế mọi người tất cả đều nhìn về phía bọn họ đại sư huynh kiếp đúng vậy sư phụ lời nói rất rõ ràng từ nay về sau cần đối giáo phái đem bọn họ đại sư huynh xóa tên đây chính là đuổi ra tông môn a kiếp ngay ngẩn cả người nhìn sư phụ đã đi xa không chịu cúi đầu liếm liếm đôi môi có chút khô nước Cẩn thận nhìn thoáng qua phụ thân đi xa, quay đầu vỗ vỗ bả vai Kiếp, nói: "Ngươi yên tâm, ta bây giờ liền đi khuyên hắn, phụ thân hắn sẽ không đuổi ngươi đi, ngươi chờ." Dứt lời, thần liền hướng phụ thân hắn chạy tới, nhưng hắn lại bị cướp một phen giữ chặt, thần không hiểu quay đầu lại nhìn thoáng qua hảo huynh đệ của hắn, Kiếp cũng lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Sư phụ quyết định chuyện, không ai có thể thay đổi, ngươi không cần uổng phí tâm tư." thận trọng đại sư huynh a à, tạp lệ khải nam ánh mắt ba người bọn họ nhìn kiếp có chút cô đơn đúng vậy không ai hy vọng kiếp bị đuổi đi nhất là ba người bọn họ bởi vì bốn người bọn họ lúc mười mấy tuổi chính là sư huynh đệ tình cảm so với các sư đệ khác đều tốt hơn dù sao đều là đệ tử thân truyền của sư phụ học cũng đều là một ít nhẫn pháp và áo nghĩa trung thượng đẳng cùng các sư đệ nộp học phí học tập không giống nhau bốn người bọn họ là truyền nhân chân chính của khổ thuyết đại sư, là đồ đệ chân chính. Không có việc gì. Nếu sư phụ muốn ta đi, vậy ta đi chính là. Kiếp nhìn ba huynh đệ tỷ muội cùng hắn lớn lên, trong lòng rất không nở, nhưng sư phụ vừa rồi đã nói rõ ràng, muốn đem hắn đuổi ra tông môn, không nhận hắn là đồ đệ, hắn hiện tại. Cũng chỉ có thể rời đi. Kiếp thở ra một hơi, xoay người đi về phía lôi đài, đi đến lôi đài biên giới cầm lại chính mình cái kia một đôi boomerang đem treo lên trên lưng, sau đó hướng về đám người đi đến, hướng về cân bằng giáo phái đại môn đi đến. Tại đi qua đám người thời điểm, hắn quay đầu nhìn một chút hắn những này các sư đệ, tự hồ muốn đem bộ dáng của bọn họ đều ghi nhớ, thẳng đến đi qua Akari bên người, Akari vương tay bắt lấy cướp cổ tay. Đại sư Huynh Ngươi đừng đi Kiếp quay đầu nhìn thoáng qua tiểu sư muội, lại nhìn nhị sư đệ cùng thận, không thở dài, lúc này, Khải Nam nói chuyện, giơ bàn tay nhỏ bé lông xù của hắn lên thật cao giữ chặt ngón tay kiếp dù sao hắn cũng luồn đại sư huynh thương thế của ngươi còn chưa tốt qua vài ngày chờ thương thế lành lại đi sư phụ chỗ đó chúng ta đi cho ngươi cầu tình cho dù không thể nói thông với sư phụ lão nhân gia ít nhất cũng có thể cho ngươi chờ thương thế khỏi hẳn lại đi a à, đừng đi đại sư huynh nghe được sư đệ khải nam nói thần cũng mở miệng lần nữa khoác tay lên vai kiếp nói đúng vậy a kiếp Ngươi bị thương nặng như vậy, cho dù phải đi, cũng phải chờ vết thương lành lại đi a, à. hơn nữa, phụ thân hắn cũng không vội đuổi ngươi, điều này nói rõ hắn vẫn là hy vọng ngươi có thể sửa chữa nhận sai, phụ thân hắn sẽ tha thứ cho ngươi. Chương 7. Thích khách tổ chức. Bạn đang nghe tại truyện.audio. A à, Tạp Lệ nhìn Thận Sư huynh cùng Nhị Sư huynh một cái, lắc lắc cánh tay Đại Sư huynh, nhẹ giọng giữ lại nói. Đại Sư huynh, đừng đi sư phụ sẽ tha thứ cho ngươi. Ta. Kiếp nhìn sư muội cùng sư đệ đang giữ lại, hắn cũng không nở đi, đang muốn mở miệng đáp ứng, nhưng lúc này, thanh âm của sư phụ truyền tới, dùng chính là đỉnh cấp nhẫn pháp, ngàn dặm truyền âm. Đừng giữ hắn lại, để hắn đi, ta cân bằng nhất mạch không có nghiệt độ như hắn. Tất cả mọi người nghe được khổ thuyết sư phụ ngàn dặm truyền âm, tất cả mọi người không dám lên tiếng, chỉ có thể yên lặng nhìn đại sư huynh, lúc này, Khải Nam trên người lóe ra điện quang, trong nháy mắt công phu liền biến mất. Mọi người cũng đều không có để ý Khải Nam rời đi, có lẽ là cảm thấy tiểu tử kia đi tiểu tiện, cũng có thể là bởi vì bọn họ đại sư huynh hiện tại bị sư phụ đuổi đi, bọn họ không để ý tới nhị sư huynh. Đối với sư phụ ngàn dặm truyền âm, Kiếp cũng nghe được, hắn quay đầu nhìn một chút những này kiểu cũ kiến trúc, nhìn một chút những này người quen thuộc cùng hoàn cảnh, cuối cùng, hắn thở dài, nói khẽ: "Đều đừng thương tâm." cũng không phải sinh ly tử biệt. Hô! Ta đi đây, mọi người bảo trọng. Kiếp hướng về hắn sư đệ cùng các sư muội ông quyền cúi đầu, sau đó xoay người hướng về cân đối giáo phái đại môn đi đến, lúc này đây không ai dám giữ hắn lại, mà ngay cả Akali cũng giống nhau, dù sao sư phụ lên tiếng nha. Hơn một ngàn sư đệ vì đại sư huynh của bọn họ nhường ra một con đường ra, ngay tại cướp đi không bao xa công phu, Khải Nam toàn thân lóe ra điện quan trở lại, trong tay còn cầm một cái bao phục, thấy đại sư huynh muốn đi, Khải Nam lập tức chạy ở phía trước hắn. Kiếp sư huynh, thương thế của ngươi không tốt, trong bao này có thuốc trị thương, nội thương ngoại thương đều có, còn có một ít lương khô cùng tiền, ngươi cầm đi. Khải Nam đem bao phục đưa cho kiếp, trong mắt lộ ra không nở, A Tạp Lệ cùng thần bọn họ cũng là như thế, nhưng ai cũng không thể cãi lại mệnh lệnh của sư phụ, cướp lấy bao phục, hướng về phía nhị sư đệ uyển chuyển cười, nhẹ giọng nói, cảm ơn khải nam sư đệ nói xong kiếp khoát bao phục hướng cửa chính đi đến không có nhiều lời đúng vậy mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ lúc này cũng không cần phải đi nói bởi vì hắn bị trục xuất tông môn không còn là đại sư huynh cũng không còn là sư phụ đồ đệ coi như nói ngoại trừ cho mọi người đồ tăng phiền não cũng sẽ không khởi đến cái gì tốt tác dụng a à, bởi vì sư phụ mệnh lệnh chính là trời hắn cũng chỉ có thể rời đi khác mưu sinh lộ chứng kiến đại sư huynh đi xa, Akali ở sau lưng hô một câu. Đại sư huynh, sau này có thời gian thì trở về xem chúng ta một chút, ngươi đem thư tín sớm gửi tới đây, chúng ta mọi người ở dưới chân núi chờ ngươi. Nghe được lời của tiểu sư muội, kiếp dừng bước, hít mắt, thở ra một hơi, quay đầu nhìn thoáng qua tiểu sư muội cùng thận bọn họ, gật gật đầu, đáp lại. Ừ, sẽ, tạm biệt. Mọi người. Dứt lời, kiếp hướng ngoài cửa đi ra, một đám các sư đệ cùng thận ba người vốn là muốn đi ra ngoài đưa tiễn, nhưng lúc này lại xuất hiện một đạo ngàn dặm truyền âm, đương nhiên, vẫn là sư phụ của bọn họ khổ nói đại sư. Thi đấu tuyển chọn kết thúc, mọi người lập tức quét dọn hội trường, huấn luyện như cũ, cẩn thận, ngươi lại đây một chuyến. Ai? Đi thôi, đi tu luyện. Kenan thở dài, lắc đầu, lôi kéo Akali đi về phía phòng tu luyện, mà thận thì là đi phụ thân hắn gian phòng, những giáo phái kia các sư đệ cũng đều làm việc làm việc, tu luyện tu luyện đi, dù sao đều có các chức vụ. Ước chừng 20 phút sau, kiếp đi ra cân đối giáo phái đại môn, bước ra này đại môn sau, hắn quay đầu nhìn xem trên giá treo một khối bản hiệu, mặt trên viết cân đối hai chữ to, hắn thở dài, nhẹ giọng nói. Sư phụ, một ngày nào đó con sẽ chứng minh với người rằng bóng tối. Không phải là tà ác. Nói xong, cướp hướng dưới chân núi thang đá đi rồi vừa đi vừa ven đường ngắm phong cảnh, dù sao hắn lần này rời đi, cũng không biết lúc nào mới có thể trở về, hơn nữa nơi này hắn đều sinh hoạt gần 20 năm. Cái này cảm tình tự nhiên sâu, nếu như hắn không có trọng học cấm kỵ nhẫn pháp, hắn cũng sẽ không bị sư phụ trục xuất tông môn, có lẽ hắn chính là tân nhậm tông chủ cùng mộ quan chi nhãn, mà hiện tại. Ha ha, thật đúng là rất vô thường a à thế giới này. Mấy tháng sau, hư không đại lục Aikasia cùng vác xây giao giới chỗ, sơn hạp quan phụ cận một chỗ trên đường lớn, có một chi ước chừng hơn 100 người đội ngũ đang thông thả đi tới, những đội ngũ này đang hộ tống chín chiếc xe ngựa. Những xe ngựa này mỗi một cổ đều chồng chất ba cái rương gỗ lớn, mà cái rương gỗ này bên trong không hề nghi ngờ, toàn bộ đều là hư không đại lục cứng rắn thông tiền tệ, cũng chính là tử tinh tệ, đương nhiên, Aikasia cùng vác xây không riêng gì sử dụng cái này một loại tiền tệ ngoại trừ tử tinh tệ còn có kim tệ cùng ngân tệ bất quá tuyệt đại bộ phận người đều là dùng kim tệ chỉ có một ít thâm sơn cùng cốc tiểu thành trấn mới có thể dùng ngân tệ mà tử tinh tệ này là quý tộc chuyên môn còn có một ít cực kỳ giàu có người cũng có thể sử dụng chi đội ngũ này hộ tống chín chiếc xe ngựa mỗi một chiếc đều trang bị ba cái rương gỗ lớn mỗi một cái rương gỗ đều chứa đầy tử tinh tệ phải biết rằng một cái nghèo khổ gia đình một năm thu nhập cùng tiêu dùng thêm ở một khối cũng nhiều lắm chỉ có ba cái tử tinh tệ mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được tử tinh tệ dành riêng cho quý tộc này rốt cuộc đáng giá cỡ nào, nhưng mà chính chiếc xe ngựa này tổng cộng có 27 rương tử tinh tệ, mỗi một trương ước chừng có 20 vạn tử tinh tệ số lượng, không hề nghi ngờ, đây là một siêu cấp phú hào. Mà chi đội ngũ hơn 100 người này cũng không riêng gì hộ tống xe ngựa có trang bị tử tinh tệ, cùng với đó còn có hai cổ xe ngựa siêu lớn xa hoa cưỡi người bản, chiếc xe ngựa kia đều đuổi kịp một chỗ phòng đơn nhà dân lớn nhỏ. Trọn vẹn có 30 mét vuông xa hoa ngồi người xe ngựa, đúng vậy, đây là một vị đến từ Acacia siêu cấp phú thương, tên là Polis, tại này hai cổ xa hoa ngồi người xe ngựa bên trong, một cổ ngồi Polis người nhà, tỉ như hài tử của hắn cùng phu nhân. Còn có một chiếc xe ngựa chở người, chính là ba Lý Tư cùng mấy tiểu thiếp của hắn, đúng vậy, ba Lý Tư này chuẩn bị di cư đến ngõ tư tháp Á cho nên mang theo tài sản cùng gia quyến của hắn, ở trong thành Hy Lạc của ngõ tư tháp Á. Có Polis đặt mua tốt một chỗ trạch viện, về phần Polis vì cái gì từ Icacia chuyển đi vác xây, tự nhiên là bởi vì bị cừu gia theo dõi, cho nên hắn lén lút dời đi, Polis là cái tâm ngoan thủ lạc người. Có thể vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, mà tài sản của hắn cũng không phải là tiền sạch sẽ gì, ngay tại nửa năm trước, hắn cùng quan viên hãm hại Á thị bộ tộc trong thành ngã la, bởi vì hắn cùng gia chủ Á Gia Á Mạc có sinh ý lui tới. Nhưng là ba Á hai nhà bởi vì xuất hiện lợi ích tranh chấp tan rã trong không vui, cuối cùng, ba lợi tư mua chủ quan viên địa phương, do hắn làm chứng dối, đem người Á Gia toàn bộ hãm hại vào tù, bị phán lưu đầy, hơn nữa sản nghiệp Á Gia cũng bị tịch thu. Hắn Polit cùng cái kia quan viên một khối bốn sáu phân, bởi vậy có thể thấy được người này là một cái không chuyện ác nào không làm gian thương, ác nhân, đương nhiên, hắn làm hạ ác không riêng gì chỉ có cái này cùng một chỗ, bởi vậy tại Acacia cừu gia khắp nơi. Cho nên lần này hắn lén lút di chuyển đến Vác Xây, chuẩn bị cho một cuộc sống an ổn, dù sao tiền hắn kiếm được cũng đủ cho hắn tiêu xài mấy đời, hơn nữa gần đây có không ít kẻ thù tới tìm việc, hắn cũng không thể không di chuyển gia nghiệp. Mà chi đội ngũ này tuy rằng chỉ có trên dưới 100 người, nhưng là những người này cũng không phải người bình thường bọn họ là bị Polit thuê mướn tới hộ tống hắn đi vác xây silo thành áp tiêu người, bởi vì hắn sợ nửa đường bị người cướp tiền gì đó. Quan trọng nhất là hắn sợ một ít lưu phỉ cùng sơn tặc nửa đường hành hung, mưu tài hại mệnh, dù sau này vác xây cảnh nội cũng không có Icacia như vậy có chế độ, bởi vì vác xây đều là một ít thú nhân cùng bán thú nhân nha. Chi đội ngũ này đầu lĩnh gọi rốc, đã từng làm lính, vẫn là kỵ binh, thân thủ thập phần cao minh, tại xuất ngũ sau, Rốt mở một nhà tiêu cục, chuyên môn làm cái này hộ tống sinh ý, rốt danh khí không nhỏ. Hắn tiếp nhận sinh ý chưa từng xuất hiện qua bị cướp tiêu tình huống, không chỉ có như thế, cho dù có một ít lưu vị cướp tiêu, cũng đều không phải là khắc đặc cùng bộ hạ của hắn đối thủ. Đúng vậy, hắn không có thất bại qua, tại Icacia cũng coi như là có chút danh tiếng. Mà là khắc đặc những bộ hạ kia, cũng đều không phải thiện tra nhi, cái đỉnh cái đều là hảo thủ. Cái kia thân thủ tuyệt đối so với tham gia quân ngũ còn muốn mạnh hơn vài phần, cho nên, chuyến này tiêu rất trọng yếu, bởi vì Polis là khách hàng lớn. Hắn ra tiền cũng đủ rót ra tiêu 10 lần, mà Polis yêu cầu chỉ có một, chính là hộ tống hắn cùng gia quyến của hắn nhóm còn có tài sản của hắn đi tới Vác Xây Hy Lạc Thành, gấp 10 lần phí dụng, cũng chính là một ngàn tử tinh tệ. Chú ý, là tử tinh tệ, số tiền này cũng đủ cho La khắc đặt cung cấp toàn bộ tiêu cục tiêu xài 3 năm. Là khắc đặc đương nhiên sản khoái đáp ứng Polis Dù sao tiêu của hắn cho tới bây giờ không ai có thể cướp đi Hắn đối với mình rất tự tin Đối với đội ngũ của hắn cũng rất tự tin Dù sao hắn lần này nhưng là triệu tập toàn bộ tiêu cục 8 phần nhân thủ tập thể xuất động Thầy nhất định phải hộ tống tốt này một đơn nhiệm vụ Lấy được gấp 10 lần tiền thù lao Nhưng bọn hắn không biết chính là Tại này khe núi quan Sớm đã có người đang chờ Polis Đó là một Polis cừu gia dùng tiền thuê một cái tiền thưởng thích khách tổ chức, phái ra thích khách đi ám sát polis. Đúng vậy, không phải cướp tiền, mà là ám sát, cái kia chi tiền thưởng thích khách tổ chức tên là phong ảnh phiêu, không phải cái gì đặc biệt nổi danh thích khách tổ chức, nhưng cũng không phải cái gì địa phương nhỏ, ở Icacia cảnh nội cũng có chút nội tình. Mà chi này thích khách tổ chức phái ra thích khách là một cái ninja, ám ảnh ninja, đơn danh một cái kiếp tự, người này là ba tháng trước gia nhập tổ chức, này trong vòng ba tháng hắn từ một cái sơ cấp thích khách, trở thành cao cấp thích khách. Bởi vì ám sát của hắn không một thất bại, mặc kệ nhiệm vụ có bao nhiêu khó khăn, mục tiêu có bao nhiêu có thể giấu, đều sẽ bị cướp tìm được, sau đó lặng lẽ không một tiếng động giết chết mục tiêu, sau đó rời đi, ám sát của hắn quả thực chính là nghệ thuật. Nhẫn thuật của ám ảnh hệ cộng thêm tính cách tàn nhẫn vô tình của hắn, khiến kiếp rất nhanh liền trở thành thích khách cao cấp phong ảnh phiêu, hơn nữa bài danh của hắn sắp đột phá cao mới, trở thành thích khách tinh nhuệ so với thích khách cao cấp còn trâu bò hơn không hề nghi ngờ đãi ngộ của thích khách tinh nhuệ sẽ tốt hơn tiền thù lao cũng là nhiều nhất đương nhiên nhiệm vụ cũng đều phi thường khó khăn trên thích khách tinh nhuệ còn có thích khách tông sư và thích khách truyền thuyết mà thích khách truyền thuyết đến nay còn chưa có ai đạt tới ngay cả thích khách tông sư ở trong ngành thích khách này cũng chỉ có một vị mà thôi cho nên thích khách tinh nhuệ ở trong ngành thích khách coi như là đại nhân vật long phượng sừng lân Kiếp là thích khách cao cấp, nhưng hắn nhận được một nhiệm vụ ám sát. Giết chết do rốc tiêu cục hộ tống thương nhân Paulit, rốc tiêu cục uy danh mặc dù không tính là không người không biết không người không hiểu, nhưng rốc danh tiếng rất lớn, cho nên cái này một đơn nhiệm vụ rất khó. Tổ chức trên quyết định, để cho mới tới cao cấp thích khách cướp đi hoàn thành nhiệm vụ, chỉ cần hắn hoàn thành nhiệm vụ này là có thể tấn thăng làm tinh nhuệ thích khách, trở thành thích khách trong giới oai phong một cõi nhân vật, kiếp đương nhiên đáp ứng bởi vì mục tiêu của hắn là thích khách truyền thuyết, là thích khách cấp truyền thuyết chưa từng có ai có thể đạt tới, cho nên trở thành thích khách tinh nhuệ đại biểu cho hắn cách mục tiêu lại gần một bước, thích khách cũng chia làm ba bảy loại. Thích khách trung cấp cùng thích khách sơ cấp dưới cao cấp phần lớn không có đơn độc hành động, đều là kết bạn hành động, mà thích khách cao cấp thì không cần đồng bạn, chỉ có số ít thích khách cao cấp là kết bạn hoàn thành nhiệm vụ. Dù sao trở thành thích khách cao cấp liền đại biểu cho thực lực tuyệt đối, cho dù một người cũng có thể xác suất rất lớn hoàn thành nhiệm vụ ám sát mục tiêu, cũng chính là một ít nhiệm vụ đặc biệt khó khăn mới có thể để thích khách cao cấp tìm đồng bạn liên thủ. Bất quá thích khách cao cấp phần lớn sẽ không tìm người liên thủ, bởi vì tiền thù lao của một người cùng tiền thù lao của hai người là giống nhau, không cần phải đem tiền của mình chia một nửa cho những người khác a. À, cho nên thích khách cao cấp phần lớn độc lai like, độc vãng. Chương 8. Ám sát nhiệm vụ bạn đang nghe tại truyện chấm audio mà nhiệm vụ cướp lần này không giống như trước kia đây chính là mục tiêu do gần trăm người bảo vệ a hơn nữa đầu lĩnh chi đội ngũ kia là là Khắc Đặc, đã từng là đại đội trưởng kỵ binh thực lực không thể khinh thường cho nên nhiệm vụ này phần lớn thích khách cao cấp sẽ không tiếc bởi vì không đáng tuy rằng nhiệm vụ này tiền thù lao không ít nhưng là kỵ binh liền liên trưởng rốc uy danh tại acacia cũng là không nhỏ không ai muốn đi trêu chọc cái kia tiêu cục cũng không ai muốn trêu chọc tróc người này. không riêng gì như vậy, cho dù là thích khách cao cấp cũng rất khó hoàn thành nhiệm vụ như vậy. bọn họ cần tổ đội, cùng thích khách cao cấp khác kết bạn, cần hai gã thậm chí ba gã thích khách cao cấp liên thủ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao như vậy. cho nên phạm là có chút đầu óc, sẽ không ai muốn đi tiếp loại nhiệm vụ ra sức không lấy lòng này, còn không kiếm được tiền, cho nên nhiệm vụ này rơi xuống trên đầu thích khách cao cấp cướp thăng chức này bởi vì thích khách cao cấp khác không ai tiếp đơn a à. thích khách trung cấp và sơ cấp càng không có khả năng nhận loại nhiệm vụ vượt cấp này mà kiếp bất đồng ám sát của hắn không có án lệ thất bại hơn nửa đầu mục trên tổ chức hứa hẹn kiếp chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ không riêng gì có thể nhận được tiền thù lao vốn nên có còn có thể vượt cấp tấn thăng làm thích khách tinh nhuệ trở thành nhân vật phong vân trong giới thích khách cho nên kiếp đáp ứng một mình hắn cầm bản đồ đi tới sơn hạc quan nơi này ngồi chờ đội ngũ mục tiêu xuất hiện, đúng vậy, hắn không cần đồng bạn. Cũng không tin những đồng bạn trong mắt chỉ có lợi ích, cho nên ở trong tổ chức vẫn luôn là độc lai like, độc vãng. Đương nhiên, đội ngũ này không chỉ bị tổ chức phong ảnh phiêu theo dõi, còn có một người cũng đang truy tung đội ngũ này. Người kia tên Aaron, hắn đi khắp nơi hỏi thăm tin tức, rốt cục tìm được hại cả nhà hắn đầu sỏ gây nên một trong, chính là Pollitt, Aaron cũng nghe được, tên khốn kia muốn từ Acacia di cư đến Vá Xây bởi vậy hắn một đường chạy tới này sơn hạp quan dù sao sơn hạp quan là hai đại quốc gia chỗ giao giới nơi này sơn mạch tương liên địa hình phức tạp là cái mai phục người địa phương tốt cho nên gia Rèn cũng đi tới sơn hạp quan hắn muốn vì người nhà của hắn báo thù hắn muốn cho cái kia hại hắn cửa nát nhà tan đầu sỏ gây nên trả giá sinh mệnh đại giới cho dù có la khắc đặt hộ tống gia Rèn cũng không có lùi bước dù sao hắn á thì bộ tộc bị hãm hại hắn may mắn không ở nhà mà tránh thoát quan hòa hãm hại, nhưng hiện tại, hắn muốn báo thù, tuy rằng hắn không có bản lĩnh đi giết chết quan viên kia, nhưng thương nhân Paulic Aaron vẫn có nắm chắc giết chết. Ở sơn hạp quan trên đường lớn, lấy la khắc đặt cầm đầu tiêu cục đội ngũ đang thông thả đi lại, đội ngũ tổng cộng có 82 người, hộ tống 11 chiếc xe ngựa, 4 chiếc trang tử tinh tệ xe ngựa ở phía trước. Hai chiếc xe ngựa cỡ lớn ở chính giữa, phía sau là năm chiếc xe ngựa trang bị tử tinh tệ, do La khắc đặt ở phía trước nhất dẫn đội, cùng một chỗ còn có ba người áp tiêu, ở phía sau cùng chính là nhị tiêu đầu. Nhị tiêu đầu gọi tinh chiếu la, là tâm phúc của la khắc đặt, cũng là người la khắc đặt từ trong đại đội kỵ binh mang ra, tuy rằng không có thân thủ tốt như la khắc đặt, nhưng cũng tuyệt đối không phải nhân vật bình thường, tinh chiếu la này cũng là người có chút năng lực. Phía sau xe ngựa do tinh chiếu la mang theo bốn người áp tiêu đệm, chín chiếc xe còn lại đều do 8 người áp tiêu trong coi, hai bên trái phải bốn người, ngược lại phòng hộ rất nghiêm ngặt, mà còn lại một người là thám tử, ở phía trước nhất do đường. Đương nhiên, những người này đều là cưỡi ngựa, lúc này, ở chính giữa một cổ cưỡi người trong xe ngựa, Paulic đang uống rượu, hắn những tiểu thiếp kia thì là ở phía trước khiêu vũ, ăn mặc đều rất bại lộ, phỏng chừng cũng không phải cái gì đứng đắn gia đình cô nương. Mà bên trong một chiếc xe ngựa khác, ngồi con trai và con gái của paulit còn có phu nhân của hắn hiện tại đội ngũ này sắp rời khỏi đại lộ hoang dã rộng rãi đi vào một khu rừng rậm qua khu rừng rậm kia liền tiến vào lãnh thổ ngõa tư tháp á chỗ rừng rậm này mặc dù có một con đường hẹp nhưng là hai bên cây cối quá nhiều vừa nhìn liền biết là cái mai phục người địa phương tốt mà kiếp lúc này đang ở rừng rậm chỗ sâu cất giấu đâu hắn không có mặt đã từng ninja phục mà là ăn mặc một thân màu đen ninja áo giáp vừa nhìn liền biết chất lượng không tệ, chính là tạo hình có chút quỷ dị, mà kiếp cũng không có lộ ra mặt của mình, dù sao hắn làm chính là ám sát nghề, không thể lộ mặt A. À. Cho nên, hắn đeo một bộ rất giữ tận mặt nạ, mắt nơi đó còn có màu đỏ hộ mắt kính, từ xa vừa nhìn liền cùng ác ma tự như, thoạt nhìn thật sự rất kinh hãi. Hắn cái kia đôi cánh tay nhận như cũ tại trên cánh tay đeo. Còn có cái kia một đôi boomerang cũng là, treo ở sau lưng áo giáp thượng, thoạt nhìn hắn thật sự trở thành hắn sở hướng tới ám ảnh ninja. Lúc này, hắn đang giấu ở một gốc cây xanh ung tươi tốt trên đại thụ, cái kia cây đại thụ chừng có 40 mét. Bất quá ở trong rừng rậm này cũng không tính là quá cao, cũng may lá cây cùng cành cây rất dày, dùng để giấu người cùng ngắm nhìn tình huống ám sát mục tiêu thật sự là thích hợp, mà kiếp hiện tại đang cầm ống nhòm đơn đứng ở đầu cây quan sát tình huống của đội ngũ kia. Paulit Hừ, đúng là một tên gian thương ác độc, hại người không ít cướp nhìn thoáng qua paulit tư liệu vẻ mặt khinh bỉ đối với một cái thương nhân cướp không có ý kiến nhưng là cái này paulit đã từng vì lợi nhuận đem một chi thợ mỏ đội ngũ chôn sóng tiến vào mỏ quặng để cho bọn họ tươi sống chết đói ở bên trong quả thực chính là tàn nhẫn đúng vậy phong ảnh phiêu có thể trở thành tổ chức thượng đẳng trong ngành thích khách có thể thấy được mạng lưới tình báo cùng tin tức của bọn họ đều rất linh thông a à. quả nhiên xây dựng tổ chức thích khách chơi ám sát đều là đại nhân vật có bản lĩnh có thế lực a. Kiếp mặc dù là thích khách, sát thủ, nhưng hắn cũng là vì sinh tồn sao, người sống dù sao cũng phải kiếm tiền, nếu không làm sao sống. Mà hắn lại là bị cân đối giáo phái khổ thuyết đại sư từ nhỏ thu dưỡng, có thể nói là căn chính miêu hồng người. Nhưng hắn hiện tại bị đuổi ra tông môn, không nhà để về, hắn phải nghĩ biện pháp nuôi sống chính mình a, à, cho nên hắn lựa chọn làm thích khách, kiếm một ít tiền nhanh nhưng hắn không đành lòng giết những người tốt kia à, dù sao hắn cũng là có chính nghĩa chi tâm. Mà Polis này có thể nói là cực phẩm trong hỗn đảng, vương giả trong ác ôn, đầu lĩnh gian thương giới, thật sự là tội ác tày trời, loại nhân kiếp này tỏ vẻ phải giết, vì dân trừ hại, bằng không hắn sống chỉ có thể làm cho càng nhiều người chịu khổ. Kiếp đem tư liệu bị quyển nhét vào ngực, lại cầm lấy kính viễn vọng nhìn thoáng qua chi đội ngũ kia, hắn biết, chi đội ngũ kia người dẫn đầu là Acacia nổi danh Rose tổng tiêu đầu, không phải dễ chọc chủ, nhưng hắn phải hoàn thành nhiệm vụ. Không riêng gì vì tiền thù lao, càng là vì trở thành tinh nhuệ thích khách, cho nên, nhiệm vụ này vô luận khó khăn, hắn nhất định phải hoàn thành, kiếp đã quan sát chi đội ngũ kia ba ngày, nhưng là ở Acacia cảnh nội hắn không thể nào xuống tay. Mà cái này khe núi quan tựu không giống với, có núi có nước có rừng rậm, mai phục người cái gì đó quả thực dễ như trở bàn tay. Hơn nữa hắn ám sát mục tiêu muốn đi vác xây Hy Lạc Thành, cái này càng dễ dàng, dù sao đã biết cụ thể lộ tuyến nha. Bất quá, độ khó vẫn phải có, dù sao hắn muốn ở dưới sự bảo vệ của 82 người kia giết chết nhân vật mục tiêu, hơn nữa còn phải toàn thân trở ra, tuy rằng kiếp có nắm chắc mượn ưu thế địa hình giết chết mục tiêu Paulit, nhưng rút lui thì khó mà nói. Cái kia kỵ binh liên liên trưởng la khắc đặc thực lực không tầm thường, huống chi còn có nhiều người như vậy, một mình hắn không có khả năng đánh thắng người ta nhiều người như vậy cho nên hắn chỉ có thể lợi dụng ám ảnh nhẫn pháp lẻn và mục tiêu trong xe ngựa hoàn thành ám sát nhưng là đi vào dễ dàng đi ra khó khăn ngồi người xe ngựa có hai chiếc không nói nơi đó đầu còn có một ít những người khác kiếp có thể lặng lẽ không một tiếng động giết chết mục tiêu nhưng là hắn không thể trong nháy mắt giết chết nhiều người như vậy a à. hơn nữa còn không thể để cho bọn họ phát ra âm thanh đây hiển nhiên là một khiêu chiến cực lớn kiếp hiện tại lo lắng nhất địa phương chính là, tại giết chết mục tiêu sau phải như thế nào rút lui, cho dù ở trong rừng rậm, nhưng người nhà nhiều a. À. Còn có một kỳ sĩ trưởng uy vọng cùng danh tiếng cũng không tệ làm tổng tiêu đầu, nhiệm vụ này độ khó có thể tưởng tượng được, cướp thông qua ống nhầm nhìn thấy chi đội ngũ kia đã đi vào rừng rậm, bị cây cối che khuất cơ hồ không nhìn thấy bóng người. Cho nên, hắn cũng thu hồi kính viễn vọng, giấu ở trong nhánh cây, dù sao những xe ngựa kia trước sau cách xa nhau không nhiều lắm có 5 mét khoảng cách, hắn có khe hở đi hoàn thành ám sát, nhưng mà không riêng gì kiếp, liền ngay cả gia rèn cũng sắp tiến vào rừng rậm. Dù sao hắn vẫn luôn tại theo dõi chi đội ngũ kia, lúc này, gia rèn sớm đã không phải đã từng cái loại này công tử nhà giàu ăn mặc, hắn thân kia hoa lợi cao quý quần áo đều bán đi đổi tiền tiêu, hiện tại hắn mặc một thân thô vải y. Cách ăn mặc tương tự như hiệp khách giang hồ, Đầu tóc đen kia cũng bị một sợi dây thường buộc lên Buộc thành một bím tóc lãng nhân lưu lại sau đầu Thoạt nhìn hắn mấy tháng nay đã trải qua không ít Cả người đều tan thương rất nhiều Khi tiến vào rừng rậm không xa Đoát cùng đội ngũ của hắn liền dừng lại Phái thám tử của hắn đi phía trước rừng rậm điều tra tình huống Tuy rằng đoát thanh danh ở bên ngoài Nhưng là khó tránh khỏi sẽ xuất hiện lưu phỉ A Bây giờ là khoảng 2 giờ chiều Nhưng họ phải đi qua khu rừng này trước đêm nay nếu không đêm nay họ sẽ phải lo lắng về những con thú và chất độc trong rừng lúc này trót cưỡi trên lưng ngựa vẻ mặt nghiêm túc nhìn cánh rừng phía trước đội ngũ của hắn cũng nghỉ ngơi và hồi phục tại chỗ một lát sau thám tử kia từ phía trước chạy trở về báo cáo tình huống với tổng tiêu đầu của hắn tiêu đầu phía trước cánh rừng rất dày đường cũng càng ngày càng hẹp không phải rất dễ đi ân ừ, đã biết ngươi đi phía sau thông tri mọi người để cho bọn hắn bảo trì cảnh giác rừng rậm như vậy là tự nhiên chỗ ẩn thân, rất dễ dàng bị một ít lưu phỉ mai phục, nói cho bọn hắn, tất cả mọi người muốn đánh lên 12 phần tinh thần thủ tiêu, đi thôi. Vâng, tiêu đầu. Tên thám tử kia nghe được lời của tổng tiêu đầu, sau đó liền chạy đi thông báo cho đội ngũ phía sau, rô xét ngẩng đầu nhìn thoáng qua đỉnh rừng cây, không có chim bay ra ngoài, ngược lại là một tin tức tốt, dù sao trong rừng rậm có người giấu như vậy những con chim kia chắc chắn sẽ không yên tĩnh như vậy rất có thể sẽ bay ra ngoài thành từng nhóm cho nên tình huống yên tĩnh hiện tại vẫn rất tốt một lát sau thám tử kia trở lại cưỡi trên tọa kỵ của mình tiêu đầu mọi người đều có tinh thần yên tâm thám tử kia xoay người cùng la khắc đặt nói một câu dù sao hắn cùng tiêu đầu đều là cưỡi ngựa ở phía trước nhất la khắc đặt nghe thấy thám tử nói hắn gật đầu xoay người nhìn xe ngựa phía sau lớn tiếng nói chú ý dưới chân đừng để ngựa dẫm phải rắn độc xuất phát theo tổng tiêu đầu ra lệnh một tiếng chi đội ngũ này hướng rừng rậm chỗ sâu đi đến ước chừng đi nửa giờ công phu chi đội ngũ này đi qua một gốc cây đại thù rất không khéo trên thân cây kia cất giấu một thích khách cướp ở đầu cây quan sát đội ngũ phía dưới bởi vì những người này phòng thủ nghiêm ngặt trước sau cùng trái phải cho nên cướp chỉ còn lại có một biện pháp tới gần mục tiêu đó chính là nhảy dù Dùng phương thức nhảy dù tiến vào xe ngựa ám sát nhân vật mục tiêu, đương nhiên, phương pháp này thích khách bình thường căn bản không dám nghĩ, dù sao hai chiếc xe ngựa xa hoa kia vừa nhìn đã biết rất trắng chắc a. À. Bình thường vũ khí đều không nhất định chém phá người ta nóc xe, cũng chính bởi vì như thế, áp tiêu đội ngũ ánh mắt đều tại trước sau tả hữu, căn bản không ai chú ý phía trên tình huống, cho nên cái này cũng cho cướp một cái cơ hội. Bởi vì kiếp là ninja, càng là ám ảnh ninja Hắn có thể dùng ảnh tử cùng tự thân tiến hành trao đổi, mà ảnh tử là không có thực thể, không bị mặt tường ngăn cản, cho nên kiếp ý nghĩ chính là dùng ảnh phân thân nhảy dù đến chiếc kia trong xe ngựa. Sau đó chính hắn cùng ảnh phân thân trao đổi vị trí, từ đó đạt tới thoải mái tiến vào mục tiêu xe ngựa, cho nên nhiệm vụ này cũng không khó, khó chính là như thế nào lui lại, bởi vì ảnh phân thân trao đổi chỉ có thể dùng một lần mà hắn cũng sẽ không bay. Chương 9. Nhiệm vụ hoàn thành bạn đang nghe tại truyện chấm audio cho nên hắn chỉ có thể phóng thích một ảnh phân thân xuyên qua vách tường xe ngựa do đó tiến hành hoán đổi vị trí nhưng phương thức như vậy rất nguy hiểm hắn không thể không bị người nhìn thấy trừ phi những người đó là người mù đương nhiên kỳ thật kiếp ảnh phân thân cùng bản thể của hắn là có thể tùy ý trao đổi vị trí chơi trốn liền cùng không hạn chế trước sau thoáng hiện đồng dạng nhưng là trao đổi có khoảng cách hạn chế a à, không có khả năng cách quá xa còn có thể tùy ý trao đổi nếu như là như vậy, kiếp kia thật đúng là vô địch, giết người ở ngoài trăm dặm, sau đó cùng ảnh phân thân hoán đổi vị trí chạy trốn, đây quả thực chính là mở treo, đáng tiếc hiện thực cũng không phải như vậy. Lúc này, cướp ở trên chạc cây nhìn từng chiếc xe ngựa đi qua, hắn không khỏi siết chặt nắm tay, ấn xuống công tắc kéo trong lòng bàn tay. Đôi cánh tay kia của hắn từ trong áo giáp vươn ra, ước chừng dài gần 30cm. Được rồi, cánh tay này nhận đều theo kịp đoạn kiếm độ dài, so với bình thường chủy thủ đều dài không ít hơn nữa là song xoa lưỡi dao cho nên uy lực của nó có thể tưởng tượng được chỉ cần đâm trúng mục tiêu thân thể sẽ bị xuyên hai cái huyết động khẳng định là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a à, kiếp tuy là ninja nhưng lưỡi đao của hắn sẽ không bôi độc bởi vì không cần hắn cho tới bây giờ đều là một kích tất sát sẽ không ra đao thứ hai nhìn chiếc xe ngựa cỡ lớn kia đi qua kiếp động thủ một bóng đen hướng phía dưới bay đi kiếp cũng thuận thế nhảy xuống, ảnh phân thân kia không có bất kỳ trở ngại nào xuyên qua nóc xe ngựa. Mà kiếp cũng ở giữa không trung cùng ảnh phân thân trao đổi vị trí, bá một cái liền tiến vào bên trong xe ngựa, bởi vì lúc kiếp khiêu vị trí xe ngựa lệch về phía trước, cho nên hắn cũng không có đáp xuống ở trong xe chính giữa. Mà là đáp xuống phía sau tường xe ngựa, nhưng rất trùng hợp chính là, phía sau tường kia có một khối bình phong lớn, ở phía trước bình phong chính là giường cùng đồ dùng gì đó, bên trong xe ngựa này thật đúng là đủ xa hoa. Paulit đang ôm tiểu thiếp của hắn đang thưởng thức diễm vũ, tiểu thiếp kia còn đang bóc quyết cho lão gia nàng ăn, mà kiếp đã lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở phía sau bình phong, không có bị bất luận kẻ nào phát hiện. Thật không hổ là ám ảnh ninja, hắn đại khái nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa này người trong xe, kết quả liền thấy hắn mục tiêu nhân vật Paulit, hơn nữa cái kia gian thương vẫn là đưa lưng về phía hắn, thật sự là cơ hội tốt a. À? Skip không nói nhảm, đem hai cái boomerang sau lưng ném ra ngoài, đồng thời, hắn sử dụng ảnh phân thân xuyên qua bình phong, lập tức cùng ảnh phân thân đổi vị trí, chỉ nghe được một đạo thanh âm gia thuộc bị xé trách. Đó là tiếng bình phong bị phi tiêu quay đầu cắt trách, xe ngựa này tính cả Polis tổng cộng cũng chỉ có 5 người, Polis ôm một tiểu thiếp ngồi ở bên giường, phía dưới có ba tiểu thiếp đang nhảy múa. Khi tiếng xé da xuất hiện, Polis và người vợ lẽ đang ôm chỉ cảm thấy một bóng đen lóe lên ở hai bên và sau đó nghe thấy tiếng da thịt bị cắt ra và máu phun ra. Paulit nhìn chăm chú vào ba người thiếp đang nhảy múa bị chặt đầu bởi hai cái boomerang to bằng cái chậu rửa mặt, máu bắn tung tóe lên cửa sổ xe, anh ta ngạc nhiên, nhưng không đợi anh ta kêu lên. Một lưỡi dao thép đâm xuyên tim anh ta, và người vợ lẽ được anh ta ôm cũng không thoát khỏi số phận của cái chết, cướp lấy lưỡi dao, và Paulit và người vợ lẽ của anh ta ngã về phía trước, bất tỉnh. Lúc này, cái kia hai cái boomerang cũng bay trở lại, kiếp đưa tay tiếp lấy, thuận thế treo trở về sau lưng, đúng vậy, giết người chỉ đơn giản như vậy, vẹn vẹn chỉ có không đến hai giây thời gian, năm người toàn bộ tử vong. Hơn nữa trên đường không có xuất hiện một tia kêu thảm thiết, quả thực chính là nghệ thuật, thật không hổ là ám ảnh ninja, cướp xuất thủ quả thật là một kích tất sát, hơn nữa cái kia tử tướng đều không thế nào tốt, có ba người đầu đều chuyển nhà. Cũng liền Polis cùng một cái khác tiểu thiết rơi xuống cái hoàn chỉnh thi thể. Cùng lúc đó, tại chiếc xe ngựa này hai bên tám cái áp tiêu nhân nhìn thấy có máu tươi ở trên cửa sổ xe, bọn họ tám người lấy làm kinh hãi. Có thích khách. Trong đó một người áp tiêu hô to một tiếng, một tiếng trống này, một chi đội ngũ này đều nghe được, bao gồm cướp trong xe ngựa, cướp biết mình bại lộ, không nói hai lời lập tức bỏ chạy. Lần nữa sử dụng tuyệt kỹ của hắn, một bóng đen hướng cánh trái xe ngựa đụng tới đó chính là ảnh phân thân của kiếp không thể nghi ngờ ảnh phân thân kia không có bất kỳ ngăn cản nào xuyên qua vách tường xe ngựa bay ra bên ngoài hơn nữa hắn sao giảm phải một cái cưỡi ngựa áp tiêu nhân ở trong xe ngựa cướp hai tay kết ấn cùng ảnh phân thân hoán đổi vị trí trực tiếp xuất hiện ở trong rừng hắn cái gì không nói cũng không có quay đầu lại nhìn trực tiếp chính là chạy dù sao hắn bị phát hiện a à, chỉ có thể hướng nhiều cây địa phương chạy mà chi này áp tiêu đội ngũ cũng dừng lại tại Polic ngồi xe ngựa cánh trái, cái kia bốn cái áp tiêu người tận mắt thấy cái kia bóng đen. Không nói hai lời, nhảy xuống ngựa liền đi trong rừng đuổi theo, không riêng gì bọn họ, tại trước sau hai cổ xe ngựa cánh trái áp tiêu nhân cũng đuổi theo, tổng cộng chạy đi 12 người đuổi theo thích khách, thật là đồng lòng rất. Canh giữ Polic xe ngựa bên phải bốn cái áp tiêu nhân nhảy xuống ngựa tiếng xe vừa nhìn, khá lắm, bên trong đã không có người sống, bọn họ cố chủ cũng chết kiều kiều, chuyến này tiêu xem như làm hỏng. Lúc này, Đoát cũng từ phía trước cưỡi ngựa chạy tới, nhìn thoáng qua cửa sổ xe vết máu, cái kia trong xe ngựa bốn cái áp tiêu nhân cũng đi ra, không đợi bọn họ đầu tiêu hỏi, một cái áp tiêu nhân liền lập tức mở miệng báo cáo. Đa thét, ông chủ đã chết, cái gì? La khắc đặt nghe được cái kia áp tiêu nhân lời nói, nắm tay của hắn nắm chặt chi chi vang, hắn áp tống qua tiêu còn chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn, mà hôm nay, Trọng yếu như thế một chuyến tiêu, chủ thuê của hắn vậy mà bị giết. Đây không phải là đang đánh hắn rô xét mặt nhà, bởi vì xảy ra đại sự, nhị tiêu đầu tinh chiếu la cũng từ phía sau chạy tới, nhìn thoáng qua trên cửa sổ xe vết máu, hắn kém không nhiều lắm rõ tình huống, nói một câu. Đại ca, ta hiện tại liền đuổi theo thích khách. Nói xong, tinh chiếu la trực tiếp nhảy xuống ngựa hướng về cánh rừng bên kia chạy, cũng không đợi rốc lên tiếng, lúc này... Ở phía trước chiếc kia ngồi người trên xe ngựa đi xuống một cái phụ nhân, còn có mấy cái nữa đại hài tử. Khoảng 15-16 tuổi, đúng vậy, họ chính là phu nhân và con trai của Paulit, dù sao trong xe ngựa họ cũng nghe thấy bên ngoài có người gọi thích khách gì đó, hơn nữa xe ngựa đã dừng lại. Các nàng làm sao có thể không xuống xe nhìn xem a? À, cái kia ăn mặc hoa lệ phú quý phụ nhân nhìn thoáng qua chiếc xe ngựa kia, không đợi nàng hỏi, Rosette liền mở miệng giải thích một câu. Phu nhân, Ngài vẫn là trở về trong xe ngựa đi, có thích khách ở phụ cận Mai Phục. Cái gì? Có thích khách. Lão gia thế nào rồi? Cái kia phu nhân nghe được la khắc đặt nói hỏi ngược lại một câu, dù sao Polis là nàng nam nhân A, à, càng là hài tử phụ thân, nàng cũng không thể không có cái kia đương gia làm chủ người. Lão gia, hắn Bị giết Rốt mặt dù không muốn nói những lời này, nhưng vẫn là nói ra. Phu nhân kia nghe nói như thế cũng là sửng sốt một chút, lập tức liền muốn leo lên chiếc xe ngựa kia nhìn, nhưng là bị rốc ngăn lại. Người đâu, đưa phu nhân và thiếu gia tiểu thư về xe ngựa. Vâng, tiêu đầu. Nghe được lời của La Khắc Đặc, đi tới mấy người áp tiêu đem phu nhân kia cùng mấy đứa nhỏ kia đưa về xe ngựa của các nàng, bất quá phương thức kia xác thực có chút bạo lực, phu nhân kia vừa mắng vừa hô. Buông ta ra, các ngươi những phế vật này, La Khắc Đặc, ngươi không thể bảo vệ tốt lão gia nhà ta ta nhất định phải đi quan phủ cáo ngươi rosette nhìn thoáng qua phu nhân kia híp híp mắt hắn biết hắn lần này là gây đại họa nếu như không thể bắt được thích khách như vậy xui xẻo chính là hắn bởi vì hắn áp tiêu đem chủ thuê đều cho áp không có hắn hiện tại cũng phi thường tức giận a à, cương nhiên có người ở dưới mí mắt hắn đem chủ thuê của hắn cho ám sát hơn nữa tất cả mọi người không có phát hiện có thích khách tới gần chỉ vì nhìn thấy trên cửa sổ xe có máu mới biết được có thích khách. Có thể tưởng tượng, đây là có người thuê nhất lưu thích khách đến ám sát chủ thuê của hắn, Rosette tức giận cắn răng, lần này tiêu hắn xem như nện ở trong tay, lúc này, một cái áp tiêu nhân mở miệng nói một câu. Tiêu đầu, nếu chủ thuê đều đã chết, chúng ta dứt khoát một không làm hai không thôi. Người áp tiêu kia làm một động tác cắt cổ, là khắc đặt liếc hắn một cái, tuy rằng hắn cũng có ý nghĩ này, bởi vì hắn biết trong rương gỗ của những xe ngựa này chứa tử tinh tệ, so với phí hộ tống của hắn còn nhiều hơn. Hơn nữa chủ thuê đã bỏ mình, hắn chuyến này tiêu cũng không có tiếp tục hộ tống ý nghĩa, nếu như bắt được cái kia thích khách còn tốt, có thích khách gánh tội, nếu như bắt không được, vậy còn không bằng đem những người này toàn bộ giết đây. Dù sao nàng đều muốn kiện chính mình, giết bọn họ còn có thể đạt được đại lượng tiền tài, chẳng qua nói như vậy hắn rác liền muốn biến thành đào phạm lưu vĩ cho nên hắn hiện tại cũng rất do dự a à, mở miệng nói. Nếu như nhị tiêu đầu không thể bắt được cái kia thích khách, như vậy chuyến này tiêu cũng không có tiếp tục hộ tống ý nghĩa. Hiểu rồi, tiêu đầu. Cái kia áp tiêu nhân gật gật đầu, cười thầm một tiếng, dù sao những này trên xe ngựa chứa mấy trăm vạn tử tinh tệ, có như vậy một số tiền lớn, bọn họ hoàn toàn có thể không trở về Acacia tiêu cục, trực tiếp đi vác xây hưởng phúc. Nói như vậy chẳng phải đẹp sao? coi như chuyện này truyền đi phong thanh để cho quan phủ biết bọn họ cũng có thể cầm số tiền này lên núi lập cột A có nhiều tiền như vậy cái gì cũng không cần lo về sau thật sự là thoải mái rát cưỡi ngựa đi tới phía trước đi những người khác cũng đều trở lại vị trí ban đầu cũng liền chạy ra ngoài 13 người truy thích khách dù sao bọn họ đê phòng Mai phục a cánh rừng này mật như vậy cẩn thận một chút chuẩn không sai cùng lúc đó ở sâu trong rừng Tinh chiếu la cùng còn lại 12 cái áp tiêu nhân đang truy sát chạy trốn thích khách, truy rất chặt, mặc dù ở trong rừng, nhưng là kiếp cũng không có bỏ qua những cái đuôi này. 13 người này có trước có sau đuổi theo thích khách, kiếp cũng thường thường quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhưng là lấy tốc độ của hắn vậy mà không thể thoát khỏi những người này, bởi vậy có thể thấy được những người này đều có thực lực nhất định A. À. Cướp ở trong rừng vòng tới vòng lui, phát hiện những cái đuôi này quăng không ra, vì thế, hắn đổi phương hướng hướng về bên phải chạy tới, nơi đó là thông hướng đại lộ phương hướng, đúng vậy, hắn chuẩn bị đánh. Tuy rằng địch nhân có 13 cái, hơn nữa đều là cao thủ, nhưng hắn cũng không có biện pháp, vùng không ra cái đuôi, chỉ có thể chặt đứt, ở trong rừng hắn cũng không thể có rất tốt không gian đi sử dụng nhẫn thuật. Cho nên hắn hướng trong rừng đại lộ chạy, chạy ra rừng rậm sau, kiếp không nói hai lời, trực tiếp đem sau lưng treo hồi tiêu quan ra ngoài, ở phía trước nhất cái kia áp tiêu người trực tiếp bị chém đầu bất quá một người áp tiêu khác cầm đao ngăn cản, tuy rằng bị ép dừng bước, nhưng hắn vẫn dùng lưng đao ngăn cản cái phi tiêu quay về kia, hơn nữa còn bắn bay, nhìn thấy đồng bạn đã chết một người. Những người áp tiêu kia đều nổi giận, nhất là nhị tiêu đầu tinh chiếu la, dĩ nhiên ở dưới mí mắt hắn giết người của hắn, quả thực muốn chết, mà cướp thu hồi hai cái tiêu quay về sau lập tức phóng thích ảnh phân thân. Chỉ thấy một đạo bóng đen hướng về những người áp tiêu kia chạy tới, kiếp không nói hai lời. Xoay người bỏ chạy, đúng vậy, hắn cũng không muốn cùng những người này đánh, dù sao người ta còn có 12 a, hắn thế đơn lực bạc. Không thể nào là đối thủ của đám người này, dù sao có thể bỏ qua những người này thì tốt rồi, Tinh Chiếu La kia nhìn thấy một bóng đen đánh về phía hắn, hắn nhấc hai roi lên nghênh đón, sau đó bóng phân thân kia trực tiếp xuyên qua. Đây là phân thân. Chẳng lẽ là nhẫn thuật. Tinh Chiếu La nhìn thoáng qua bóng đen hình người kia, trong lòng hắn có phỏng đoán. Có thể nhận ra nhẫn thuật, có thể thấy được hắn cũng là người kiến thức trọng rãi A, à, vì thế, hắn lại hôn một tiếng. Tiếp tục truy cho ta, đều chú ý điểm, kia thích khách là cái gia cẩn thận hắn phóng độc khói, lời bài hát. Yes, ít 11 nói xong, 12 người này lần nữa liều mạng truy cướp, đích thật là tư thế không chết không thôi A, à, dù sao nhiệm vụ hộ tống áp tiêu lần này của bọn họ bị thích khách kia làm hỏng, còn bồi thường một huynh đệ, phải giết thích khách kia cho hả giận. Chương 10 Rừng rậm truy hung Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Trên con đường lớn trong rừng này, được rồi, không tính là quá lớn, cũng chỉ rộng 7-8 mét, cướp đang chạy như bay về phía khe núi bên kia, nhưng phía sau hắn thủy chung đi theo 12 cái đuôi kia. Khoảng cách giữa hắn và những cái đuôi kia cũng không đến 200 mét, nhìn rất rõ ràng, không thể không nói những người áp tiêu này đều có chút bản lĩnh, khinh công kia cũng tương đối cao. Kiếp quay đầu lại nhìn thoáng qua sau lưng cái đuôi, hắn biết, những này hỗn đản hôm nay chuẩn bị cùng hắn liều chết, hắn cũng không thể vẫn chạy a, à, chạy không có khí lực vậy nhưng chính là thật sự chơi xong. Vì thế, Kiếp lại ném ra phi tiêu quay về phía sau, ném về phía hai người áp tiêu mà hắn cũng phóng thích ảnh phân thân hướng một người áp tiêu trong đó bay đi, một người trong đó hung hăng đụng vào vũ khí của một người áp tiêu. Vũ khí của người áp tiêu kia trực tiếp vỡ nát, phi tiêu kia xuyên qua cổ hắn sau đó vẽ ra một đường công duyên dáng hướng đường cũ trở về, một phi tiêu khác cũng đồng dạng đụng vào vũ khí của một người áp tiêu. Nhưng vũ khí của người kia là lan nha bổng, tiêu quay về trực tiếp bị bắn ra, nhưng trong nháy mắt này, một bóng đen xuyên qua sau lưng người áp tiêu cầm lan nha bổng kia, chính là ảnh phân thân của kiếp không thể nghi ngờ. Kiếp cũng lập tức cùng ảnh phân thân đổi vị trí, vung cánh tay nhận đâm vào sau cổ của người áp tiêu kia, một kích trúng chỗ yếu hại, máu phun lên mặt nạ của kiếp bất quá cũng không ảnh hưởng gì đến hắn xem ra đeo mặt nạ vẫn có lợi mười hai người này cứ như vậy bị cướp giết chết hai người nhưng còn lại mười người hơn nữa đã đuổi theo tinh chiếu la nhìn thấy chiêu số thích khách đeo mặt nạ kia sử dụng hắn nhấc hai roi liền nhảy qua đúng vậy hắn muốn báo thù cho ba huynh đệ của hắn kiếp tự nhiên là nhìn thấy tên kia mang theo thiết tiên hướng hắn nhảy tới cho nên kiếp lần nữa phóng thích ra một cái ảnh phân thân hướng về phương hướng quay về phi tiêu bay đi sau đó kiếp cùng ảnh phân thân đổi vị trí nhận được phi tiêu quay về đường cũ sau đó lại đem phi tiêu quay về ném ra ngoài mục tiêu chính là tinh chiếu la kia không thể nghi ngờ tinh chiếu la một roi quất lên ảnh phân thân nhưng ảnh phân thân là bóng dáng không có thực thể một roi lông này của hắn không có tác dụng nhưng lúc này hai cái phi tiêu quay về phía hắn đụng tới tinh chiếu la lập tức nhấc lên sông tiên ngăn cản cạch một tiếng phi tiêu quay về cùng roi sắt va chạm sát ra rất nhiều sao hỏa, tinh chiếu la cũng là bị cường độ của hai phi tiêu này chấn động bị ép lui về phía sau một bước, cổ tay đều bị chấn động tê dại. Tinh chiếu la cắn răng, lần thứ hai sách theo sông tiên chạy về phía kiếp, kiếp đưa tay tiếp được phi tiêu quay về của hắn treo ở sau lưng, lập tức liền chạy về phía sau, đúng vậy, hắn chuẩn bị đánh du kích chiến. Dù sao hắn thế đơn lực bạc, chỉ có du kích chiến mới có thể làm cho hắn không đồng thời đối mặt với nhiều người như vậy, nhìn thấy thích khách chạy một người áp tiêu chơi nỏ tay bóp cò sau lưng cướp. Ba mũi tên hiện ra hàng quan hướng phía sau lưng kiếp bắn tới, bất quá kiếp ở tại chỗ lưu lại một cái ảnh phân thân, bản thể hướng một bên khác chạy, ba mũi tên kia cũng rơi vào khoảng không. Tinh chiếu là một đám người cũng nhìn ra kia cả người bốc ra hắc khí chính là giả thân, căn bản cũng không có phản ứng, trực tiếp đi truy cướp, nhưng đúng lúc này, kiếp đột nhiên cùng ảnh phân thân trao đổi vị trí. Xuất hiện sau lưng những người áp tiêu kia, không chút do dự vung ra phi tiêu quay về của hắn, hơn nữa vung ra một quyền, cánh tay của hắn hiện ra hát quan, rất hiển nhiên, đây là ám ảnh áo nghĩa của kiếp nạn, diệt hồn kiếp. Hai cái boomerang kia hướng phía sau lưng hai người áp tiêu đánh tới, nhưng những người này cũng không ngốc, thấy người phía trước đột nhiên biến mất, bọn họ lập tức quay đầu lại, cạch cạch hai tiếng, cướp hai cái boomerang bị bắn bay. Nhưng người áp tiêu cầm chu y dài ở phía sau không phòng ngự được, bị cướp một đao xuyên thấu tim lạnh lẽo. Đây chính là cánh tay của Diệt hồn kiếp, cho dù là áo giáp cũng bị đâm thủng trong nháy mắt. Tinh Chiếu La nhìn thấy huynh đệ của hắn lại bị giết một cái, hắn đều sắp tức giận nổ tung, dù sao thích khách kia là ninja, loại nhẫn thuật này thật sự quá mức chơi xấu, đem bọn họ làm cho có chút cố thủ không để ý đuôi a. À. Kiếp Thu hồi 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 tiêu xoay người bỏ chạy, nhưng Tình Chiếu La là làm sao có thể buông tha thích khách này, sách theo song tiên đuổi theo, hắn hiện tại phi thường phẫn nộ. Kiếp biết sau lưng có người đuổi theo. Cho nên, hắn kết ra thủ ấn, phóng thích một ảnh phân thân về phía sau, Tinh Chiếu La nhìn thấy ảnh phân thân kia trực tiếp đánh một roi sắt, chủ yếu là hắn sợ thích khách kia đột nhiên chơi phân thân đổi vị trí tập kích hắn. Nhưng hắn đánh hụt, ảnh phân thân kia xuyên qua thân thể Tinh Chiếu La, chạy về phía sau, mà Kiếp thì sao, lại ném ra tiêu quay về, mục tiêu lần này của hắn là người áp tiêu chơi nỏ tay kia. Không chỉ như thế, kiếp lần thứ hai cùng ảnh phân thân đổi vị trí quả nhiên nhẫn thuật của ám ảnh hệ này đều là treo bên ngoài a người chơi nỏ tay kia nhìn thấy hai cái chậu rửa mặt lớn nhỏ quay đầu tiêu lóe ra hàng quan hướng hắn bay tới hắn sợ đến hồn không còn hướng bên cạnh hiện lên một cái boomerang thế nhưng một cái boomerang khác trực tiếp đụng vào trên người hắn cả người bị chém ngang lưng chết không thể chết nữa mà kiếp nạn đã chạy đến sau lưng những người áp tiêu này Tinh chiếu la nhìn thấy thích khách kia lại giết một huynh đệ của hắn, hắn rốt cục bạo phát, xoay người đuổi theo kiếp, nhưng mà không riêng gì hắn, bởi vì kiếp cố chiêu trọng thi, bọn họ đều có đề phòng, cho nên một người áp tiêu chơi lưu tinh truy trực tiếp hướng phương hướng ảnh phân thân bay qua ném ra lưu tinh truy của hắn. Kiếp vừa nhận được tiêu quay về, liền thấy một lưu tinh truy lớn nhỏ bằng bóng rổ đầy gai sắt đánh tới. Trong lúc hoảng loạn, kiếp nâng hai tay lên ngăn cản, rầm một tiếng kiếp bị cường độ của lưu tinh chù y này đánh lui về phía sau ba bước, tay của hắn đang run rẩy. tuy rằng kiếp mang theo mặt nạ, không nhìn thấy mặt của hắn. Nhưng sắc mặt kiếp hiện tại nhất định không tốt, không riêng gì như thế, tinh chiếu la kia thừa dịp cơ hội nhảy dựng lên, nhấc lên song tiên hung hăng đánh về phía kiếp, kiếp vốn đã bị lưu tinh truy đập không tỉnh táo lại. Cho nên hắn không có trốn, đoán chừng là không kịp phản ứng, chỉ thấy kiếp giơ cánh tay nhận cùng tinh chiếu la kia vừa mới chính diện cạch cạch một tiếng kiếp bị tinh chiếu la phẫn nộ đến mức tận cùng đánh cho lui về phía sau năm bước bảy người áp tiêu còn lại cũng đuổi theo hai đầu tiêu của bọn họ ai cũng không nói nhảm với thích khách kia lưu tinh truy lại rời tay ra kiếp nạn vốn đã tê dại cánh tay làm sao có thể dám chính diện ngăn cản công kích của người ta hắn không chút do dự nhiên người né tránh lưu tinh chú y kia rơi vào khoảng không sau khi né ra lưu tinh chù y lập tức xoay người chạy trốn dù sao cánh tay hắn đau a à mà địch nhân còn có tám người không có một người nào dễ chọc hắn lúc này đi vừa chính diện đó chính là muốn chết hơn nữa một ninja mới vừa chính diện cái gì à nhắm chuẩn cơ hội âm nhân mới là chuyện ninja nên làm nhưng tinh chiếu la sẽ không bỏ qua thích khách này ngươi lấy mạng cho ta tinh chiếu la nổi giận dù sao huynh đệ của hắn bị giết chết năm người hắn một bước dài nhảy về phía kiếp đang chạy kiếp không nói hai lời hướng phía trước chính là một ảnh phân thân sau đó lập tức đổi vị trí công kích của tinh chiếu la lại bổ nhào vào không trung hắn càng tức giận trực tiếp vung tay ném một cây roi sắt ra ngoài cướp nghe được đồng tỉnh sau lưng quay đầu đánh rơi roi sắt bay tới chỉ có một dây đồng hồ như vậy tinh chiếu la mang theo một cây roi sắt khác hướng hắn nhảy tới rất không khéo chính là cây roi sắt bị cướp bắn bay kia cũng bị tinh chiếu la tiếp được thật phải nói không hổ là nhị tiêu đầu quả nhiên có chút bản lĩnh không riêng gì như thế tinh chiếu la vung lên sông tiên hung hăng đập về phía kiếp kiếp cũng không kịp trốn đành phải giơ cánh tay lên ngăn cản rầm một tiếng kiếp bị tinh chiếu la quất bay ngược ra hơn 10 bước mà những người áp tiêu khác cũng đồng thời phát động công kích đương nhiên là công kích từ xa một người chơi sông thương trực tiếp ném súng của hắn ra ngoài giống như hai cây lao hung hăng bắn về phía cướp còn có cái kia chơi lưu tinh truy ngay cả tay cầm cũng không cần toàn bộ đem búa ném ra ngoài bởi vì bọn họ đều biết, cái kia thích khách trốn không thoát công kích của bọn họ, dù sao cái kia gia hỏa bị nhị tiêu đầu đã thương. Kiếp vừa ổn định bước chân, liền thấy hai cây lao giống nhau đoạn thương hướng hắn bay tới, đồng thời còn có một cái bóng rổ to nhỏ lưu tinh chú y, hắn không có cách nào, lập tức hướng phía sau ngã đi. Hai cây đoạn thương cùng lưu tinh chú y sát mặt nạ của kiếp bay qua, hiển nhiên, kiếp dùng phương pháp này né tránh công kích tất sát, nhưng né tránh một cái không có khả năng né tránh toàn bộ A tinh chiếu la sông lên phía trước nhất, không đợi cướp đứng dậy, vùng lên hai roi hung hăng quất vào trên người kiếp, không hề nghi ngờ, kiếp bị thiết đã của tinh chiếu la đánh bay, bay ngược ra ngoài 7-8 mét không nói. Còn lăn lộn trên mặt đất vài vòng mới dừng lại, tinh chiếu la sẽ không bỏ qua thích khách giết chết năm huynh đệ của hắn, sách theo sông tiên đuổi theo, kiếp nạn gian nan bò lên khỏi mặt đất. Áo giáp trước ngực hắn bị đánh ra vết nứt, không cần nghĩ cũng biết dưới mặt nạ hắn nhất định học máu không hổ là người đã từng làm kỵ binh, hai tiêu này đều lợi hại như vậy. Nếu là La Khắc Đặc tới đuổi theo, phỏng chừng kiếp đã bị chiến mâu của người ta đâm thủng, dù sao La Khắc Đặc kia là kỵ binh lâu đời, còn là đại đội trưởng, có thể là nhân vật bình thường mà. Kiếp thở hỗn hển, hai tay đang run rẩy, ngực cũng rất đau, nhưng trong lòng hắn rõ ràng, hôm nay hắn thua, người của tiêu cục La Khắc Đặc này đều cứng rắn a. À, trách không được ngoài trừ hắn không có thích khách cao cấp tiếp nhận nhiệm vụ hắn vẫn là xem thường chi này tiêu đội thực lực thật phải nói không hổ là danh chấn ngã tạp tây á tiêu cục nha quả nhiên lợi hại a à, nhưng là hối hận không còn kịp rồi tinh chiếu la bọn họ đã đuổi tới đúng lúc này một đạo kiếm khí hình cung chém tới tinh chiếu la tinh chiếu la lập tức giơ roi ngăn cản sau khi đánh tan kiếm khí vừa nhìn khá lắm thích khách này cư nhiên còn có người tiếp ứng đúng vậy gia ren chạy tới hắn nhìn thấy những người đó đang chiến đấu hắn không chút do dự đi giúp người đàn ông đeo mặt nạ kia, bởi vì Gia Ren nhận thức quần áo cùng áo giáp của tiêu cục trô xét. Hắn cũng rõ ràng rốt tiêu cục những người kia là đang bảo vệ Polis, đó chính là địch nhân của hắn A, à. cho nên địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu, cho dù là tạm thời bằng hữu cũng tốt A. À. Cho nên hắn ra tay ngăn cản tinh chiếu la sông tới, kiếp quay đầu nhìn thoáng qua nam nhân mặc áo vải thô còn che mặt kia, lúc này hắn cũng rất mơ hồ A, à. như thế nào còn có người tới cứu hắn. Tình huống gì vậy? Không kịp hỏi nhiều, cướp xoay người bỏ chạy, Gia cũng giống vậy, hai người ngược lại là ăn ý rất a, à, bởi vì Gia nhìn ra cái này mặt nạ nam là sát thủ, dù sao người bình thường không có khả năng mặc loại này áo giáp. Một sát thủ, một thích khách, đánh nhau với những người áp tiêu kia, điều này nói rõ cái gì? Paulit bị thích khách này làm cho, cho nên bọn họ mới đánh hung như vậy, Gia tự nhiên rõ ràng điểm này. Cho nên hắn mới có thể không chút do dự cứu người, Tình Chiếu La nhìn thấy thích khách kia cùng đồng bọn của hắn chạy, hắn tức giận, lần nữa đuổi theo, những người khác cũng giống vậy, cầm lấy vũ khí của mình đuổi theo hung thủ. Ngươi là ai? Kiếp một bên chạy một bên hỏi, dù sao cái này che mặt biếm tóc nam cứu hắn a, à, không hỏi một chút sao được, Gia Rèn liếc cái kia mặt nạ nam một cái, không có trả lời vấn đề của hắn, hỏi ngược lại một câu. Ngươi là sát thủ đi ám sát Polygo đúng vậy, có người ra tiền bảo ta lấy mạng chó của hắn. kiếp đáp lại nam nhân che mặt kia một câu, á luôn nghe được nam nhân mặt nạ này nói, trong lòng hắn vui vẻ, lại hỏi một câu. thành công rồi sao? tất nhiên kiếp không chút do dự đáp lại người đàn ông che mặt kia một tiếng. aaron à à nghe được người đàn ông đeo mặt nạ này nói, trong lòng hắn thở phào nhẹ nhõm. nếu polis đã chết, như vậy thù nhà hắn coi như là báo. lúc này, tinh chiếu la đuổi theo phía sau hét lớn các ngươi đứng lại cho ta aaron cùng kiếp vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn thoáng qua tám cái đuôi kia còn đang đuổi theo xem ra thật sự là không chết không thôi a à. vì thế aaron hỏi người đàn ông đeo mặt nạ kia một tiếng đuôi vung không xong chỉ có thể lấy đau chặt đứt thương thế của ngươi thế nào